như thế nào, cũng như là giúp bạn tăng kết nối với những thầy cô và bạn bè khác, cho nên là bài thuyết trình cũng sẽ là một cái sự kết nối rất là tốt dành cho bạn. Và kế tiếp thì mình sẽ chia sẻ với bạn về những cái hoạt động, những cái thành tích đã đạt được trong năm qua. Thì trong slide kế tiếp thì mình sẽ chuẩn bị về tất cả những cái đường link video mà bạn có thể xem nếu như bạn quan tâm về cuộc thi, cũng như là tổng kết về cuộc thi trong năm vừa rồi ở cả vòng Việt Nam và vòng quốc tế. Và bên cạnh đó thì trong video cuối cùng thì bạn có thể thấy, trong cái đường link cuối cùng á, thì bạn có thể thấy được á, là ban tổ chức năm rồi đã chuẩn bị một cái buổi chia sẻ kiến thức để những bạn trong top 5 chia sẻ về những cái kinh nghiệm và những câu chuyện cá nhân của các bạn trên hành trình học tập và làm nghiên cứu. Và cuối cùng thì mình sẽ nói với bạn về timeline của cuộc thi. Thứ nhất, mình sẽ nhấn mạnh về timeline của cuộc thi ở tại Việt Nam. Thì từ tháng 4 đến tháng 6, như thời gian bạn có thể thấy trên slide, thì trong vòng từ tháng 4 đến tháng 6 thì ban tổ chức sẽ chuẩn bị thông tin để mà thông báo về cuộc thi đến các bạn, và bên cạnh đó sẽ trang bị cho các bạn những cái khóa học online miễn phí hoàn toàn để bạn hiểu được những cái thông tin kiến thức cần có để bạn có thể hoàn thành được một cái research proposal, hay còn gọi là đề cương nghiên cứu, một cách tốt nhất. Và điều quan trọng hơn là ban tổ chức cũng sẽ mời những người diễn giả chính là những nhà nghiên cứu họ đã có những thành tích rất là xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, để mà chia sẻ với các bạn về một cái bài nghiên cứu họ đã hoàn thành được xuất bản, và họ sẽ phân tích lại để cho bạn hiểu được theo những cái yêu cầu trong template của thầy Robert Pháp. Ví dụ như câu hỏi nghiên cứu là gì, research gap là gì, nghiên cứu của bạn mới như thế nào so với những nghiên cứu đã có trước đó, phương pháp nghiên cứu của bạn là gì, hoặc là những sự đóng góp trong nghiên cứu của bạn cho việc tạo ra những kiến thức mới trong lý thuyết. Thì ban tổ chức sẽ cố gắng mời nhiều diễn giả nhất để mà họ phân tích những ví dụ thực tế giúp cho bạn hiểu được khi mà bạn làm một cái research proposal thật tốt, thì đó là một cái kiến thức rất là nền tảng để giúp bạn hoàn thành bài nghiên cứu cuối cùng của bạn một cách trọn vẹn nhất. Và thời gian nộp bài cho cuộc thi tại Việt Nam chính là ngày 15 tháng 6. Và bạn sẽ ban tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm trong vòng từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7, và trong một tuần sau đó thì ban tổ chức sẽ chọn một ngày phù hợp nhất để tổ chức một buổi công bố giải. Và mình xin thông báo với các bạn, tổng giải thưởng năm nay sẽ là 50 triệu, giải cao nhất sẽ là 10 triệu, và bên cạnh đó sẽ chia nhóm giải thưởng rất là cụ thể theo nhóm đối tượng dự thi. Bạn có thể xem thông tin chi tiết trong slide mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Và trong slide cuối cùng thì mình sẽ nói cho các bạn về timeline của cuộc thi ở vòng quốc tế. Thì vòng quốc tế, cái hạn nộp cuối cùng sẽ là ngày 31 tháng 8. Thì ngày 31 tháng 8 này á, thì bạn sẽ nộp bài cho vòng thi quốc tế, và bạn sẽ nộp trực tiếp trên theo hướng dẫn trên website của chương trình, xin lỗi, trên website của cuộc thi, và ban tổ chức cũng đã chuẩn bị cho bạn một cái đường link rất là cụ thể để mà bạn có thể biết được cái thông tin nào mà bạn cần có, thì bạn vui lòng đọc hết tất cả những slide mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho bạn, sẽ có những cái đường link rất là hữu ích để trang bị kiến thức cho bạn. Và cuối cùng á, thì giải thưởng sẽ được công bố vào tháng 12, và cuối cùng thì nó sẽ là địa chỉ liên hệ của đại diện ban tổ chức dành cho bạn. À, mình xin bổ sung thêm thì để mà bạn hiểu rõ hơn về cuộc thi Teaching Research ở vòng quốc tế, thì mình đã chuẩn bị cho bạn hai cái đường link. Đường link thứ nhất là về những cái thông tin cụ thể của cuộc thi trong năm 2023 và về thông tin chung của cuộc thi Global Teaching Research. Thì bạn có thể vào hai cái đường link này để bạn trang bị kiến thức căn bản nhất cho mình. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn chính là thông tin mà bạn có thể gửi email, gửi câu hỏi đến hai địa chỉ email. Thứ nhất là email của Nhịp Cầu Tri Thức, và thứ hai là email cá nhân của mình. Thì mình xin phép đại diện chị Đức
là ban tổ chức của cuộc thi năm nay thì mình sẽ hỗ trợ các bạn thí sinh cũng như là hỗ trợ cũng như là giúp tìm và kết nối các thầy cô trong ban giám khảo và các thầy cô là speaker của chương trình. Và điều cuối cùng thì mình gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô và các bạn đã quan tâm đến cuộc thi cũng như là giúp lan tỏa thông tin của cuộc thi đến nhiều đồng nghiệp nhất và nhiều sinh viên nhất. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, mọi người vừa xem xong là phần trình bày của tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Lộc, đại diện cho ban tổ chức Nhịp cầu tri thức, giới thiệu về cuộc thi Hùng biện nghiên cứu khoa học Việt Nam và cuộc thi Hùng biện nghiên cứu khoa học toàn cầu. Có một chi tiết cần phải cập nhật trong cái video clip này, đó là video clip này lúc đó thực hiện là vào tháng 4, thì ban tổ chức có để là cái ngày hạn chót nộp cho cuộc thi Việt Nam á, VNPRC là ngày 15 tháng 6, tức là cách đây 2 ngày. Nhưng mà sau khi căn cứ vào tình hình thực tế thì thấy là các bạn làm không kịp. Tại vì có thể là thành ra là mà cuộc thi toàn cầu thì cái deadline tới 31 tháng 8 thì ban tổ chức quyết định là dời lại tặng thêm cho các bạn 30 ngày. Như vậy là cái deadline mới của cuộc thi Hùng biện nghiên cứu khoa Việt Nam của mình sẽ là ngày 15 tháng 7 nha các bạn. Và có lẽ là 15 tháng 7 thì sẽ là gần như là cái gọi là hard deadline, có nghĩa là cái hạn hạn cuối không du di được. Tại vì ban tổ chức có dự định đó là cần phải chấm điểm rồi cần phải công bố, và chấm điểm thì phải mất phải 4 tuần. Rồi phải coi là một cái phải sắp xếp thời gian để làm một cái buổi lễ trao giải trước khi rồi cũng phải có thời gian để cho các bạn giống như là sửa lại bài trước khi nộp cho cuộc thi Hùng biện nghiên cứu khoa học toàn cầu ha. Như vậy thành ra là các bạn chuẩn bị tinh thần nha. Mình sẽ cố gắng làm một cái research template 1.000 từ, 1.000 đến 1.200 từ, tức là mình được dao động tối đa là 200 từ, 20% để chuẩn bị vào cái ngày 15 tháng 7 mình nộp ha. Đức có đang làm việc với lại giáo sư Robert Pháp, là để thay vì để Việt Nam nộp qua cái cổng riêng của mình thì sẽ cho các bạn nộp thẳng lên cái trang pitchingresearch.com, tức là nộp thẳng lên cái trang trang web của cái kênh toàn cầu luôn. Nhưng mà những bài đó thì được recognize là bài nộp qua cái cuộc thi Việt Nam. Rồi sau đó bạn nào muốn tham gia thì sẽ nộp lên cũng cái bài đó hoặc là một bài mới nộp cho cuộc thi Hùng biện nghiên cứu học toàn cầu. Còn gì nữa ta? Thì hiện giờ thì Robert đang lo về cái vấn đề kỹ thuật đó. Thì khi nào có thì Nhịp cầu tri thức sẽ nhắn tin vào các nhóm Zalo và cả Facebook. Có một nhóm Zalo mình hay thường xuyên gửi, đó là nhóm Zalo VNVRC 2023. Thì nếu như bạn nào chưa vào á, thì có thể là lát hồi Đức sẽ bỏ vào khung chat cho bạn trong khi diễn giả của chúng ta trình bày đề tài hôm nay. Rồi, Đức không nói thêm nhiều nữa, trừ khi là các bạn có đặt câu hỏi thì các bạn đặt câu hỏi trong chat hoặc nhắn riêng ha, nhắn riêng Zalo cho Đức, Đức sẽ trả lời. Thay mặt 12.000 thành viên của Nhịp cầu tri thức, Đức trân trọng mời diễn giả của buổi workshop VNPRC 08 hôm nay là tiến sĩ Đỗ Duy Khiêm, đến từ một đại học của Nhật Bản. Khiêm sẽ trình bày cho chúng ta làm thế nào để viết một research proposal về gọi là về overall, đúng không Khiêm? Rồi sau đó Khiêm sẽ đi cụ thể vào cái ngành của Khiêm là ngành kỹ thuật, Khiêm phải nhắc nhầm chị, kỹ thuật gì? Kỹ thuật phóng xạ. Kỹ thuật bức xạ và Kỹ thuật bức xạ chứ không phải phóng xạ, bức xạ lượng xạ và điện đi. tử. Điện tử hay điện từ em? Dạ lượng tử chị. Kỹ thuật bức Lượng xạ và lượng tử hả? Rồi kỹ thuật tử. bức xạ và lượng tử. Trời ơi, đúng là dân, chị Đức là dân, gọi là dân dân business, thành ra là không ráng nhớ nhưng mà không cách nào nhớ, nhưng mà tên tiếng Anh thì nhớ, Quantum and Radiation Engineering. Biết vậy hồi nãy mình nói tiếng Anh cho nó chuẩn ngay từ đầu. Tiếng Việt thực sự không nhớ nổi. Rồi cảm ơn Kim rất là nhiều. Cái duyên gặp Kim ở đây là hình như hôm bữa đó Kim tham gia cái buổi trình bày của tiến sĩ Uyên đúng không, Nguyễn Huỳnh Phương Uyên phải không? Và Rồi bị và Kim bị bắt cóc. chị. Thật là đúng nghĩa là chị Đức phát hiện nhân tài. Thì hy vọng là hôm nay có bạn nào ngồi đây
mà cũng có nhưng có tài năng như vậy thì nhờ Lộc ha, nhờ Lộc sẽ xem thử coi có bắt cóc được bạn nào không. Đức nhắm được, Đức nghĩ là Hoàng Duyên à. Duyên ơi, Giang ơi, em đang làm nếu như mà, nếu phải em không là Hoàng Giang, Hoàng Duyên đúng không? Là đã từng là một tình nguyện viên của Nhịp Cầu Tri Thức, thì chị nghĩ là Giang đang làm, đã đang làm hình như nghiên cứu sinh năm nhất, năm 2, năm 3 gì phải không Giang? Hy vọng em cũng sẽ đã biết cách viết một cái research proposal để có học bổng rồi. Thì em sẽ dùng cái research proposal đó để giới thiệu lại cho các bạn nha. Rồi, Lộc ơi, chị giao cái nhiệm vụ đó lại cho em nhé. Em đại cát tìm vàng nha, bắt cóc đại tượng thêm một bạn giống như bạn Kim nữa, cứ mỗi webinar mình lại tìm ra được một bạn là mình đạt chỉ tiêu, vậy không Kim? Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi rồi chị mời em ha, chị sẽ tắt mic và tắt camera để ngồi theo dõi. Cảm ơn chị Đức đã giới thiệu, cảm ơn chị Quyên, Lộc và cả chị Đức đã kết nối mình với chương trình. Thì giờ mình xin được bắt đầu cái buổi chia sẻ hôm nay. Không biết là mọi người có nhìn rõ cái Chị thấy rõ đó Kim. Xin chào tất cả mọi người. Sau cái này mình dùng mỗi voi tơ được nhỉ? Sao vậy Kim? Dạ, cái voi tơ, cái voi tơ để mình chỉ lúc mình trình bày chị. Ở đó Con chuột á hả? em. Như là em phải right click Dạ. xong rồi nó có chọn, hoặc là cái mouse bình thường. Dạ, À, đó em, wow, đúng rồi. sorry, sorry. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Đỗ Duy Khiêm. Hiện tại mình đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học Suzuka. Thì trước tiên mình xin giới thiệu sơ về bản thân mình, về quá trình chấn và quá trình công tác. Mình tốt nghiệp đại học năm 2009 tại trường học học tự nhiên. Sau khi tốt nghiệp thì mình bắt đầu công tác tại trung tâm hạt nhân Phố Hồ Chí Minh, Viện Lượng Nguyên tử Việt Nam với vai trò là nghiên cứu viên từ năm 2009 đến nay. Thì sau đó, sau khi học đó thì mình cảm thấy là cái kiến thức của mình nó cũng còn hạn chưa đủ nên mình quay lại trường và tiếp tục học học thạc sĩ vào năm 2012 và tốt nghiệp năm 2014. Và đến năm 2017 thì mình rất may mắn và nhận được học bổng và phần của chính phủ Nhật, học bổng MAS để tiếp tục nghiên cứu tiến sĩ ở trường đại học của Suzuka từ năm 2017 và tốt nghiệp năm 2020. Và cái khi mà tất cả cái toàn cái quá trình này thì mình, cái chuyên ngành của mình đều là vật lý hạt nhân hoặc là liên quan đến vật bức xạ và hạt nhân. Như năm 2020 tốt nghiệp tiến sĩ thì mình, chuyên ngành của mình vẫn là kỹ thuật điện tử và bức xạ. Và trong cái quá trình nghiên cứu ở đây thì mình chủ yếu làm về cái an toàn bức xạ và về liều. Thì sau khi tốt nghiệp ở trường Đại học Suzuka thì sorry trường Đại học Osaka thì mình tiếp tục làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học Suzuka từ năm 2021 đến nay. Thì thực sự là khi bắt đầu công việc mới với vai trò là nghiên cứu sinh tiến sĩ á, thì nó cũng rất là khó khăn, tại vì nó chuyển vào một cái ngành hoàn toàn mới, nó không liên quan nhiều đến cái lĩnh vực hạt nhân và cái bức xạ của mình có thể xem đó là cái research gap đối với bản thân mình. Thì
Tại vì khi mà nghiên cứu ở trường đại học Shizuoka thì mình làm về phủ ceramic trên vật liệu ống thép hoặc là cái vật liệu cấu trúc dùng để xây dựng cái lò nhiệt hạch trong tương lai. Thì trước đó thì mình không nghiên cứu mạnh về vật liệu, nên trong khoảng thời gian này mình mất khoảng 6 tháng đầu của mình review lại tất cả các bài báo, tất cả cái nội dung mà có liên quan đến cái hướng nghiên cứu. Thì làm thế nào để làm được điều đó, làm thế nào mà để có thể review và để tiếp thu kiến thức trong vòng thời gian ngắn, vài tháng, để mình nhảy vào làm cái project. Tại vì cái project này là cái project quốc gia, project khá lớn. Thì cái bước đầu tiên thì mình xin chia sẻ là ngay trong cái bài cái lab đó, thì mình trao đổi ngay khi vài buổi đầu thì mình nhận việc đó, thì mình gặp ngay giáo sư hướng dẫn của mình. Thì thật ra giáo sư của mình rất rất là trẻ, lớn hơn mình đi 3 tuổi thôi, nhưng mà ông ấy rất là giỏi. Thì mình trao đổi trực tiếp với cái hướng này thì tôi sẽ làm những gì và cái tài liệu nào thì tôi có thể đọc. Thì rất là may á, thì cái lab này cũng khá là mạnh, nên hầu như là tất cả mọi người là sinh viên ở đây đều có công bố, và bản thân thầy cũng có công bố, nên mình đọc ngay những cái nghiên cứu đó. Thì như vậy thì mình có thể lắp cái gap của mình một cách nhanh chóng, và những cái gì liên quan đến lý thuyết thì mình có thể review trên, mình có thể tổng hợp trên báo hoặc báo chí, hoặc là hỏi trực tiếp về giáo sư hướng dẫn. Còn những cái vấn đề liên quan thực nghiệm đó, thì máy móc hiện tại á, ở ngay phòng thí nghiệm thì mình cũng có thể hỏi trực tiếp để họ giải thích cho mình. Và đó là cách nhanh nhất để lắp cái research gap cho chính bản thân mình. Và theo cái nội dung chia sẻ hôm nay á, thì hôm trước mình có trao đổi với Lộc, thì đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về các thông tin chung để viết một cái hiểu và viết một cái bài báo nghiên cứu. Thứ nhất, cái thông tin tin này bao gồm là về cái title, tức là tiêu đề, cái tên của bài báo. Thứ hai là về các phrase, cái tóm tắt và cái keyword, những cái từ khóa mình phải dùng, và phần nữa là làm sao để viết một cái phần introduction giới thiệu về cái bài báo đó, nghiên cứu của mình đó. Thì cái phần sau như là về phương pháp nghiên cứu nè, về thiết kế thí nghiệm nè, hoặc là kết quả, hoặc là thảo luận, thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào mỗi chuyên ngành khác nhau, giả sử như bên kinh tế nó khác, hoặc là bên ngành của mình là bức xạ hoặc là hạt nhân thì nó khác, hoặc là bên khoa vật liệu thì nó khác. Nên tôi nghĩ là về setup và thí nghiệm hoặc là căn cụ, cái phần đó mình sẽ tách riêng ra. Còn cái phần về ba cái phần này thì nó hầu như là nó giống nhau ở tất cả các lĩnh vực. Thì thứ nhất là mình muốn chia sẻ về cái tài liệu để mình làm cái PowerPoint này để nói chuyện với mọi người hôm nay. Thì cái tài liệu mình dựa vào chủ yếu đó chính là cái bài giảng của giáo sư Harry Post. Thì ông là chủ biên tập của tạp chí Radiation and Measurements, tạp chí V2. Thì rất là may mắn là mình được học một cái buổi làm sao để viết một cái bài báo để công bố khoa học. Thì tại vì năm 2019 mình có tham dự một hội nghị ở Hiroshima, thì trong cái hội nghị này có cái lớp Marco Moscovici. Thì cái lớp này nó cover rất là nhiều mảng liên quan của mình, cái ngành của mình. Và trong cái lớp này nó có một buổi giảng về viết báo khoa học. Thì hôm nay mình chỉ dám chia sẻ lại những cái gì mình được học và dựa trên những kinh nghiệm cá nhân của mình. Thì tài liệu mình chủ yếu mình dựa vào cái bài giảng này của giáo sư. Thông tin thêm cho các bạn mà không biết hôm nay có bạn nào bên cái cùng chuyên ngành của mình hay không, là về kỹ thuật hạt nhân, hoặc là vật lý, hoặc là an toàn bức xạ, hoặc là liều. Thì cái lớp này mình vừa nói thì nó nằm trong cái khuôn khổ của cái hội nghị là Solid State Dosimetry. Thì năm nay thì hội nghị tổ chức ở Ý. Thì trong cái hội nghị này nó sẽ có cái lớp Macromorphic, thì tổ chức vào tháng 9 2023. Thì cái lớp này nó rất rất là hay, mình công nhận là rất là bổ ích, tại vì nó cover tất cả chủ đề về làm sao mà tính toán lều nè, làm sao mà
cả về nhiều phát quan nè, rồi các ứng dụng về kiến thức cập nhật mới nhất về điều chế, về liều lượng bức xạ trên thế giới. Những cái nhà, những nhà khoa học mà đưa ra để mà trình bày bài giảng này vào những nhà khoa học có thể nói là gọi là chuyên gia về về không dám vào ngành, hoặc mình không dám chắc vào ngành, nhưng mà họ rất là giỏi. Và riêng thầy này, thầy Aribos, thầy đúng là chuyên gia đầu ngành về cái mảng này. Thì sau khi học cái lớp này thì các bạn sẽ có một cái chứng chỉ này, chắc có thể để là tức lại là mình đã tham gia cái đó thôi, nhưng mà mình chuyển số ở đây là để nó mình đã tham gia cái lớp đó để mình có thể trình bày với chia sẻ với các bạn hôm nay. Rồi về cái thông tin chung cái thông tin đây là cái thông cấu trúc chung của một cái bài báo khoa học, thì nó bao gồm là tiêu đề, phần tóm tắt, phần từ khóa, rồi vô phần chính của gọi là nội dung chính của bài báo, thì chúng ta có là introduction nè, methods, results and discussion, thì ta gọi chung là MRAT. Và cái phần cuối cùng là conclusions, hoặc là cái các announcement hay là preference, hoặc cái dữ liệu mà bổ sung thêm, thì nó sẽ nằm ở phần cuối cùng. Thì mình xin giới thiệu với các bạn là cái có một quyển sách rất là hay. Đã, mình nghĩ là những người mà làm khoa học đó, ít thì nhiều thì cũng đã biết cái quyển sách này. Và đối với mình nó thì cuốn này có thể gọi là cái cuốn có đầu giường của mình khi mình tập toán bước vào cái con đường nghiên cứu. Thì quyển sách này có tên là Từ nghiên cứu cho đến công bố, kỹ năng mềm nhà khoa học, của giáo sư Nguyễn Tấn. Giáo sư Nguyễn Tấn thì thầy là giáo sư của trường Đại học Israel ở Úc. Thì cuốn sách này mình rất là hay. Nó bao gồm hầu như tất cả cái khía cạnh làm sao mà để kế một cái nghiên cứu, rồi làm sao mà viết một cái bài báo rồi gửi đến tạp chí, rồi sau đó từ khi mà nhận được cái review từ cái reviewer của tạp chí, làm sao mà viết được cái phản hồi đó, hay là lúc mình submit bài báo thì làm sao để viết một cover letter. Thì bởi vì cái cover letter giống như là cái phương tiện duy nhất để mình nói chuyện với editor, mình giao tiếp được với editor. Thì giả sử như trong cover letter đó mình sẽ nói là nghiên cứu mình là như thế nào, đóng góp được gì khoa học và nội dung như thế nào, mình nói chuyện, đó là cái phương tiện trao đổi duy nhất và hiệu quả nhất của mình đối với editor. Thì nhân quyển sách này có đủ tất cả các khía cạnh đó, và cả các có luôn cả cách cái viết thì công nghiên cứu khoa học mà cái chương trình hay là cái cuộc thi mà chị Lộc và Lộc với lại chị Đức đang giới thiệu cho các bạn ở đây. Và cuốn sách này nó cụ thể mức đó là khi mà làm sao mà làm một cái PowerPoint cho hiệu quả, thầy Tuấn phân tích đến nỗi là giả sử cái PowerPoint thì dùng phông chữ nào, thầy nói là cái phông chữ mà có đuôi á, thì làm cho độc giả dễ bị phân tâm, nên làm cái chữ cho nó ngắn gọn, xúc tích cái phông chữ Arial gì đó. Và thầy kể cả thì làm thế nào là chọn cái màu sắc của cái step, cái chữ viết của bạn, rồi cái slide, tất cả cái thứ. Anh mình nghĩ là cuốn sách này rất hữu ích, các bạn nên tìm đọc. Và đây là cái quá trình để mà viết một cái công bố khoa học. Thì khi mà chúng ta đọc á, một cái bài báo khoa học thì chúng ta nhận trong tay, chúng ta thấy một bài báo thì chúng ta đọc từ ở trên cái tiêu đề, tóm tắt abstract của nó, xong rồi đi từ xuống đến cái phần giới thiệu. Nhưng mà khi mà viết á, thì cách viết hiệu quả nhất thì chúng ta nên viết từ cái hình vẽ và bản biểu, tức nghĩa là chính là cái data của bạn đó. Thì tại vì sao? Sao mình đánh giá cái data của bạn chính là cái trái tim của bài báo, và từ cái trái tim của nó đó thì chúng ta mới phát triển ra là tay chân như thế nào, chúng ta phải giải thích được. Nếu như cái data của chúng ta không tốt á, thì làm sao mà để viết được một cái thảo luận hoặc là một cái
kết quả, có được một kết quả tốt. Thì nên cách viết là cách viết như thế này là tốt nhất, hiệu quả nhất. Rồi về cái tiêu đề của bài báo, làm thế nào mà để đặt và chọn cái tiêu đề của bài báo cho nó hiệu quả. Thì cái một cái tiêu đề tốt á, thì nó chứa ít từ nhất có thể, nhưng mà phải mô tả một cách đầy đủ nhất cái nội dung của bạn, của bạn. Thì cái một tiêu đề hiệu quả thì nó sẽ gồm cái nội dung chính của bài báo và thường bắt đầu với là cái đối tượng nghiên cứu của bài báo. Chúng ta phải viết sao chính xác nè, không mập mờ, phải viết cho chuyên biệt và hoàn chỉnh, và đặc biệt là phải ngắn nhất có thể. Thì thông thường á, một cái bài báo á, một cái tiêu đề á, mà nó ngắn gọn, nó xúc tích, mà nó lôi cuốn á, thì khi mà chúng ta tìm tài liệu tham khảo, tại vì riêng cái giả sử cùng một cuốn nghiên cứu đó, cùng một tiêu đề nghiên cứu đó, thì có nhiều bài báo với nhau, thì chúng ta có xu hướng, riêng mình có xu hướng thích những cái tiêu đề mà nó rõ ràng, đọc vô nó có thể biết được bài báo này nghiên cứu gì, làm về cái gì và phương pháp gì, mình có đang cần hay không. Và đặc biệt là không có dùng những cái từ mà viết tắt mà hiếm ở, mà có ít sử dụng ở trong cái tiêu đề đó. Giả sử như tên một cái chất hóa học mà các bạn viết, mà giả sử như PTFE hay gì đó, người ta đọc người ta cũng rõ nó là cái gì. Ở đây mình có đưa ra một cái ví dụ làm sao mà để có một cái tiêu đề nó phát triển, cái này nó lôi cuốn. Thì cái tiêu đề gốc thì tên tiếng Việt là đo phân đối cố liều từ cái ống Brooks. Thì cái ống này là ống gì? Ống này là để dùng để giảng dạy về khoa học cho học sinh ở Nhật, nhưng mà cái ống này nó lại phát ra tia X. Thì lát nữa sau mình sẽ trình bày rõ về cái ống này. Thì bây giờ cái ống này nó phát ra tia X, nó gây hại cho cả giáo viên và những bạn học sinh đang học. Thì mình muốn đo cái phân đối liều của nó để khảo sát được cái liều này là bao nhiêu, và làm sao mà đảm bảo cho học sinh và giáo viên có thể tham dự lớp học một cách an toàn. Nhưng mà mình viết cái tiêu đề, đặt tiêu đề là đo phân đối liều từ ống rút, thì nó rất là thiếu. Bởi vì có rất nhiều phương pháp đo để đo phân đối liều này. Như vậy thì làm sao mà khi mình đọc á, làm sao biết được tác giả này sử dụng phương pháp nào để đo, và mình đang giả sử mình muốn dùng phương pháp A nhưng mà không biết tác giả viết như thế này, nó thật thì nó không có rõ ràng. Thì cách sửa lại là như là chúng ta đo liều này bằng phương pháp nghiệp tác quan. Đây là một cái tiêu đề ok, tiêu đề tốt để mà chúng ta sử dụng. Thì ở đây chú ý rằng cái tiêu đề là phải riêng biệt, nghĩa ở đây chúng ta sử dụng cái đối tượng nghiên cứu là cái ống rút này, và sử dụng phương pháp nghiên cứu đây là cái phương pháp nghiệp tác quan. Thì lúc mà bạn đặt tiêu đề á, thì bạn phải hỏi chính bản thân bạn là nếu như á, mình sợ mình tìm cái thông tin về đó này, thì làm sao mình biết được nó là cái gì, chỉ một cái thông tin như vậy đó, thì người khác cũng sẽ cùng suy nghĩ. Rồi cái tiêu đề thứ hai là những cái đánh giá ban đầu trên về cái hiệu ứng của lớp phủ zirconium trên việc resistant là chống lại hộp sorry sao hộp sẽ mình xin lỗi, mình quên cái gì tiếng Việt của nó là cái gì, mình xin corrosion resistance của cái ống thép. Thì khi mà mình đặt cái tiêu đề như thế này á, thì gọi là những đánh giá ban đầu, những đánh giá ban đầu là nó cảm thấy nó dư từ quá đi. Thì giả sử như bạn nghiên cứu về cái hiệu ứng hay là lớp bảo cái phương thức bảo vệ của lớp phủ này chống ăn mòn trên cái ống thép này, thì mình đặt hẳn cái tiêu đề mình sửa lại là chống ăn mòn, hiệu ứng của cái lớp phủ ceramic để chống ăn mòn trên ống thép, đủ rồi, không cần phải ghi là những cái đánh giá ban đầu trên cái gì đó, nó rất là dư. Thì như vậy cái thay thổi dài á, thì nó sẽ làm phân tâm với người đọc,
nên bỏ bớt đi, lược bớt đi những cái từ mà không không cần thiết. Giả sử như trong trường hợp này là đánh giá bằng đầu gì đó. Ok, tiếp theo là về cái từ khóa. Từ khóa này sử dụng thế nào? Thì thông thường là sử dụng cái từ khóa này là sử dụng bởi bây giờ là cái digital world rồi, thế giới công nghệ nó phát triển rồi. Bây giờ chúng ta muốn tìm một cái bài báo là cái gì đó thì chúng ta sẽ vừa lên Google Scholar hay gì đó, chúng ta gõ keyword, thì chính những keyword này trong bài báo của bạn nó sẽ xuất hiện ở trên Google Scholar keyword bạn khi mà người khác tìm đến cái nghiên cứu của bạn. Thì cái tiêu đề, cái keyword của bạn là phải làm sao mà nó thể hiện được cái nó chính chắn giấu được cái manuscript của bạn, cái bản thảo của bạn. Và thông thường là giới hạn của cái số từ đó thì nó từ 3 đến 5 từ là tốt nhất. Rồi thì nếu như mà chúng ta muốn sử dụng cái từ viết tắt ấy, thì hãy sử dụng những từ viết tắt mà đã được thiết lập rồi, hoặc là nó là phổ biến, hoặc là nó đã biết well known kiểu như thế. Rồi khi mà chọn keyword á thì làm sao mà để nó khái quát được bài báo, là làm sao để người khác là có thể tìm được đến cái nghiên cứu của mình. Thì giả sử ở đây một cái bài báo của mình năm 2020 là về cái ống rút này, thì á mình để đây là đặt ở đây là năm cái keyword như thế này. Giả sử như là rút tiếp là về cái từ nghiên cứu của mình nè, về phương pháp mình làm là vì phát quan Chiaro nè, rồi đó là nó phát cho ít nè, rồi mình đo phân bố liều nè, rồi cái mảng này nghiên cứu mình là nó liên quan về tới lĩnh vực an toàn bức xạ. Đây là năm keyword mà mình đặt ở đây. Rồi còn tiếp theo là về abstract, là tóm tắt. Thì làm sao để viết một cái abstract nó tóm tắt nó hiệu quả, thì cái tóm tắt của bạn thì nó phải bao gồm cái vấn đề sao. Thứ nhất là cái chủ thể hoặc là cái vấn đề nghiên cứu của bạn là gì, cái phương pháp của bạn và cả kết quả, có kết quả trong đó và có conclusion, tức là kết luận ở trong đó luôn. Thì cái công trình của bạn đó, nếu như bạn hiểu năm nay nó giống như sản phẩm, bây giờ bạn muốn giới thiệu sản phẩm đó cho mọi người thì bạn viết một cái bản tóm tắt ngắn để giới thiệu, nó dùng quảng cáo cái bài báo của bạn. Làm sao mà cho nó cái cuốn hút mà dễ hiểu, mà khi chỉ cần đọc được cái sách này thì mình bất kỳ người nào á mà muốn tìm về cái hướng nghiên cứu đó và cái đối tượng nghiên cứu đó thì họ chỉ cần đọc cái sách này để biết được cái bài báo này để đáng để đọc, đáng để chúng ta trích dẫn và chúng ta sử dụng. Cái thứ hai là bạn giới thiệu nếu như mà nó là sản phẩm bạn giới thiệu phải giới thiệu một cách chính xác và cách riêng biệt, chứ đừng có nói quá. Bây giờ trong cái nghiên cứu của mình làm có hai web đo và mình nói rất là quá là mình làm cái này ba bốn web đo thì nó cũng không được. Và bạn phải highlight cái những kết quả nào là quan trọng nhất trong cái nghiên cứu của bạn, tại vì cái abstract đó, nó là ảnh hưởng rất là lớn đến việc cái công trình này có được tiếp tục xem xét hay không, có được tiếp tục đọc tiếp hay không, nên viết hay cẩn thận và nó nên là ngắn gọn xúc tích. Tại vì khi mà giả sử như mình muốn quảng cáo sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, mình nói liên thiên, nói rất dài dòng, nói rất là dài thì người nghe cũng chán và người đọc cũng bị sao nhãng và không tâm. Nên cái abstract của bạn thì nên ngắn gọn xúc tích đến có thể. Thông thường thì nó khoảng từ 150 đến 300 từ. Và cái abstract này hồi nãy mình có show cái quy trình viết đó, thì abstract này nó sẽ là cái bước cuối cùng. Abstract là bước cuối cùng để mà viết. Tại vì sao? Tại vì nó khi mà bạn viết xong cái phần kết quả biện luận rồi thì bạn sẽ nắm được rất là rõ về cái nghiên cứu của mình, để trình bày được cái gì và những cái cần nào, những cái gì nên được highlight, những cái gì nên được giới thiệu. Thì khi bạn viết hết tất cả những phần đó thì bạn sẽ viết một cái abstract nó tốt hơn. Chứ bây giờ bạn viết, bạn nhào, bạn nhảy vô, bạn viết trước abstract,
tới khi mình bị lộ kết quả, hoặc là mình kết quả này nó còn thiếu, chúng ta phải sử dụng thêm kết quả nào khác. Vậy thì chúng ta phải modify cái phần kết quả của solution rồi, hoặc là cái thảo luận rồi á, thì lại quay lại cái chắc để sửa lại lần nữa. Cứ bước như vậy thì nó rất là kém hiệu quả trong việc viết của mình. Ở đây thì mình đưa ra một cái ví dụ về cái abstract của trong bài báo của mình. Thì thứ nhất là về cái câu thứ nhất là nó ngắn nhất có thể, thì nó khoảng từ 150 đến 300 từ. Thì đây là tổng cái số từ trong cái abstract của mình. À, như vậy chúng ta thỏa mãn. Thì vấn đề thứ hai thì chúng ta đưa vào đây cái gì? Tức nghĩa là cái đối tượng nghiên cứu và cái vấn đề nghiên cứu chúng ta là gì? Ở đây mình tô đỏ thì cái đối tượng nghiên cứu và vấn đề nghiên cứu đây là cái việc phân bố liệu đó, là một cái đánh giá rất là quan trọng. Tại vì khi mà giáo viên học sinh sử dụng cái ống này á, thì sẽ bị chiếu xạ, do đó phải đánh giá được cái liều này phân bố như thế nào. Thì thứ hai là cái phương pháp ở đây thì mình sẽ đánh giá liều phân bố theo không gian và sử dụng cái điều kế gọi là dịp phát quan. Rồi về kết quả mình cũng note đây là 0.23 đến 0.4 mSv trên giờ ở khoảng cách là 1 mét đối với cái ống này, và cái đóng góp hoặc là conclusion của cái kết luận của nghiên cứu này thì nghiên cứu này sẽ đóng góp vào cái dữ liệu an toàn bức xạ cho cái ống này để hiện nay sử dụng ở trên cho các trường học ở Nhật Bản. Tại vì ở Nhật Bản họ sử dụng cái ống này, giáo viên vẫn đang sử dụng ống này, nhưng mà họ chưa có một cái nghiên cứu một cách hệ thống và hướng dẫn một cách cụ thể làm sao về cái an toàn bức xạ của ống này. Và thứ hai nữa là highlight cái những kết quả quan trọng. Thì đây là những cái highlight của mình. Trong cái nghiên cứu này mình phải ghi ra cái nào quan trọng. Ở đây thì thông thường khoảng ở đây có 4 cái vấn đề mình liệt kê ra, thì khi các bạn viết các bạn cũng nên làm như vậy. Nhưng mà thực tế thì abstract này có thể là nó yêu cầu khác nhau đối với từng tạp chí. Có một vài tạp chí thì họ yêu cầu luôn là phân bố rõ là phần giới thiệu nè, phần yêu cầu, rồi phần phương pháp nè, phần kết quả nè, conclusion nè, họ tách ra theo từng đề một hết. Thì nó chỉ là khác nhau về cái hình thức trình bày thôi, nhưng mà về nội dung chung quy thì nó sẽ là như nhau. Rồi tiếp theo là đến cái phần mà viết, cái phần giới thiệu. Phần giới thiệu này á, thì khi mà chúng ta cái quá tài liệu, tức như là tổng hợp tài liệu á, hoặc là môi về cái viết về cái lịch sử nghiên cứu cái này á, thì chúng ta phải viết một cách xúc tích và ngắn gọn. Tại vì thực tế nó không phải là một cái bài lịch sử ở đây. Giả sử như bây giờ phát triển cái ống này phát triển bởi ông Röntgen năm nào đó, 1800 mấy đó, bây giờ viết nào đó sao thì không phải như vậy. Không thể viết mỗi thêm một cái bài học lịch sử như vậy, nó phải ngắn gọn và xúc tích. Và trong cái hướng dẫn, cái viết hướng dẫn này chúng ta phải chỉ ra được cái chủ đề của cuốn này là gì, cái vấn đề của này là gì. Và với những cái vấn đề đó thì hiện tại đã có một cái giải pháp này không? Và trong cái giải pháp đó thì cái giải pháp này là tốt nhất. Đó, và có những cái nghiên cứu nào đã thực hiện về cái giải pháp này chưa? Rồi, đây là giống như là cái research graph, tức nghĩa là hiện tại thì với những cái giải pháp tốt nhất hoặc là đó thì cái nhà khoa học đã nghiên cứu đến đâu rồi, còn những cái nào họ chưa đụng tới, họ chưa đụng đến hoặc chưa nghiên cứu đến, thì do lý do là gì? Có thể là do giới hạn bởi phương pháp hoặc là máy móc và thiết bị hay là vấn đề như thế nào, thì chúng ta phải tìm hiểu. Đó giống như là research gap. Thì đôi khi á, như mình cũng nói là cái research gap này nó không phải á, là nó riêng về nghiên cứu đâu. Như bản thân mình á, mình cũng có bản cái research gap của bản thân mình. Tại vì khi mình
học nghiên cứu sinh, mình học tiến sĩ và khi mình làm sau tiến sĩ, hai cái field hoàn toàn khác. Do đó mình tự lắp cái research gap của bản thân mình bằng cái cách mà nãy mình đã trình bày. Thì trong cái tổng hợp tài liệu thì cũng thế, các bạn phải xem kỹ xem cái phương pháp nào họ đang sử dụng và với phương pháp đó hoặc là với kỹ thuật đó thì với cái vấn đề đó thì nó đang thiếu những cái gì. Rồi như vậy thì sau khi mà chúng ta nhận thấy được cái research gap á, cái giới hạn chính trong cái chính nghiên cứu mà chúng ta vừa review đó, thì chúng ta sẽ mong muốn làm được cái điều gì nó tốt hơn không, nó cải thiện được không. Nếu như chúng ta cảm thấy mình có một cái idea, một cái ý tưởng này, mình có thể giải quyết được cái giới hạn đó, thì chúng ta sẽ lập thành một cái research proposal, tức nghĩa là cái đề cương nghiên cứu để làm được cái đó. Rồi thì khi viết cái introduction này á, thì có một vài cái sai lầm là chúng ta sử dụng quá nhiều vật, quá nhiều từ không cần thiết. Như nãy nói, ví dụ như viết về như hẳn là một cái bài học lịch sử, hoặc là nhầm tưởng giữa cái việc viết cái introduction với lại cái kết quả và cái thảo luận và conclusion như thế nào. Trong introduction chúng ta chỉ đưa ra những vấn đề như thế này, chúng ta không thảo luận về bất cứ một kết quả nào của chúng ta. Để giả sử bây giờ nó là đối với nghiên cứu đó, bây giờ nó đang giới hạn như vậy, thì trong nghiên cứu mới chúng ta đã đưa được ra được cái gì, cái kết quả thế này không, hoàn toàn không. Đó là chúng ta hãy giữ đó và đưa ra phần kết quả hoặc phần thảo luận. Rồi khi mà viết cũng tránh những cái từ nó vậy, nó hơi to búa lớn xíu, giống như đây là một cái phát minh, là cái lần đầu tiên nghiên cứu này, là lần đầu tiên chưa bao giờ ai thực hiện kiểu như thế, thì mình cũng tránh. Tại vì khi mà mình giả sử mình làm cái nghiên cứu mình về cái ống lốc á, thì cái nghiên cứu cho đến hiện tại nó rất là cũ rồi, nó năm 1983 đến 87, thì sau đó nhưng mà chỉ có một nghiên cứu đó thì mà hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Thì khi mình viết cái này, cái mảng mới á, thì hoặc nó thật sự là có khi nó là cái lần đầu, có thể là lần đầu tiên first time đã đến làm, nhưng mà mình sẽ đổi cách viết, là thay vì nói là nghiên cứu của tôi là cái nghiên cứu đầu tiên first time ever để làm được cái này, thì sẽ đổi sang cách viết là cái báo cáo về cái hướng này vẫn đang còn bị giới hạn hoặc là chưa được đầy đủ, thì nên tôi sẽ thực hiện tiếp nghiên cứu đó. Thì chúng ta đổi cách viết như vậy cho nó nhẹ nhàng và đấy. Thì nên viết một cách trực tiếp, và tốt nhất là chúng ta nên sử dụng cái câu ngắn. Trong trường hợp mà tuy nhiên viết chung một câu, nếu như được tắt được chúng ta nên tắt để cho nó đọc, cho nó, tại vì mình bản thân mình mà khi đọc á, viết mà dài dòng quá thì mình cũng cảm thấy mệt. Và tốt nhất là chỉ một ý kiến, chỉ một cái idea hoặc là một cái mẫu thông tin trên một câu là đủ. Đừng cho mong viết một cái câu dài rồi đưa rất là nhiều idea trong đó, bản thân người đọc hoặc là cảm thấy cũng khá là mệt mỏi khi mà đọc một cái câu dài mà trong cái câu đó tới 3-4 cái idea. Mình phải từ bản thân, tại vì lúc mình đọc 3-4 idea thì bản thân mình cũng phải dừng lại để mình hiểu được cái idea nhất là gì, idea thứ hai gì, idea thứ ba là gì. Vậy tại sao chúng ta không tách ra thành những cái câu đơn cho nó một cách xúc tích và rõ ràng. Cái lẽ ra ở đây cái phần introduction này mình sẽ đưa cái phần introduction của bài báo của mình, nhưng mà bây giờ để mọi người đọc thì cũng cảm thấy mệt quá nên mình sẽ nói luôn để chỉ ra được những cái gì mình viết ở trong cái introduction. Thì thứ nhất là mình sẽ đưa đặt đúng không? Cái chủ đề nghiên cứu, cái đối tượng nghiên cứu mình là gì? Chính là cái ống này đây, ống góc này đây. Thì cái ống này thì được phát minh vào năm 1875 bởi ông Rock, sau đó và ông Rengen thì ông phát hiện cái ống này nó phát ra tia X. Rồi sau đó ông năm 1901 thì ông được cái giải Nobel. Thì thật ra là bây giờ mình nói với các bạn thì mình giải thích vậy thôi. Chứ trong cái biết của mình không có đưa những thông tin này vô, tại vì đây không phải là cái bài học lịch sử. Nhưng mà
Chắc ở đây hầu như tất cả các bạn đều đã x-ray rồi đúng không ạ? Chụp hình TX thì cái ống này chính là cha đẻ của cái máy phát TX ngày nay. Đó. Thì hiện tại á, thì với cái ống này thì giáo viên ở Nhật Bản á, dùng để dạy cái về cái khoa học cho học sinh cấp 2, cấp 3 để chứng minh cái sự di chuyển của cái dòng electron. Nhưng mà rất là đáng tiếc á, là họ chỉ dạy về khoa học nhưng mà họ không có đủ cái nhận thức hoặc là cái kiến thức về bức xạ, nên thực tế cái ống này phát ra bức xạ. Thì như vậy ở đây họ không biết về cái bức xạ phát ra từ ống này, thì đây chính là cái problem, cái vấn đề. Và thứ hai, rồi tiếp nữa là hiện tại thì với cái nghiên cứu về an toàn bức xạ mà đưa ra cái hướng dẫn đó, về an toàn bức xạ cho cái ống này, nó vẫn còn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ ở Nhật Bản, thì đây chính là research gap. Thì cái ống này nó lại phát ra cái TX năng lượng rất là thấp, khoảng 20 kép. Thì trong cái ngành của cái nhân đó, thì những cái năng lượng thấp như vậy đó, thì rất là khó để mà ghi đo vì khi mà chúng ta sử dụng một cái những cái phương pháp thông thường. Thì như vậy thì nó chỉ ra đây những cái phương pháp hiện tại đang sử dụng, nhưng mà phương pháp này cũng là bị hạn chế. Và sau đó thì mình mới đưa ra cái nghiên cứu là nó là sử dụng cái dịch phát quang này có thể đo được cái năng lượng thấp này, thì đây chính là cái best solution. Nhưng mà với cái best solution này thì họ chưa đo trực tiếp trên cái ống rốc này, thì cho đó mình sẽ sử dụng cái phương pháp này, mình đo trên cái ống này, và mình muốn là thành lập một cái phân bố liều của cái ống, và sau đó những cái thông tin về cái này mình sẽ đưa đến các trường ở Nhật Bản và thành lập một cái quy chuẩn cho quốc gia, cho cái trường phổ thông của Nhật. Thì đây chính là cái mục tiêu. Thì phần thứ hai thì mình sẽ đi vào giải thích chi tiết về cái phương pháp nghiên cứu và cái thực nghiệm và phân tích kết quả và cái đóng góp về lý thuyết hoặc là cái ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu mình. Thì về cái phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm á, thì để viết cái này á thì các bạn phải viết một cách rất là chi tiết, để khi mà bất cứ cái một cái nhà khoa học nào hoặc là người khác có khi mà đọc đến cái công trình của bạn thì họ có thể thiết lập được cái thí nghiệm đó và họ có thể làm được cái thí nghiệm mà đã được mô tả trong cái nghiên cứu của bạn. Thì nếu như cái nghiên cứu của bạn á là cái nghiên cứu mà tiếp nối, tức nghĩa là một cái dự án lớn nó sẽ có 3 hoặc 4 hướng nghiên cứu, thì khi đã xuất bản, khi đã publish 1 hoặc 2 bài báo trước rồi, thì đến bài thứ 3 thì chúng ta sử dụng cùng cái đối tượng đó, nhưng mà chúng ta sử dụng một cái phương pháp khác và kết quả khác về một hướng đi khác, thì chúng ta chỉ trích dẫn lại chứ không nên là mô tả lại cái quy trình hoặc là cái gì đã publish ở cái nghiên cứu trước. Rồi chúng ta phải mô tả rõ về cái thiết bị chúng ta sử dụng là cái gì và cái dụng cụ hay trang thiết bị hay là cái vật liệu mà chúng ta sử dụng. Thì ở đây thì mình đã nói thì cái ống này nó phát ra tia rất là thấp, thì làm sao mà để ghi nhận được nó. Thì ở đây mình đề xuất đây là cái thiết bị nghiên cứu, là phương pháp nghiên cứu. Thì thiết bị này á, đặc trưng để dùng để đo tia năng lượng thấp. Thì mình sẽ đăng cái này. Rồi, đây là cái cách setup thí nghiệm của mình, cái ống để đây và cái detector, cái này dùng để ghi đo cái
tiết từ cái này nó phóng ra, từ cái ống này phóng ra, thì mình đặt nó ở đây, mình liệt kê chi tiết các thiết bị mình sử dụng và cái chức năng của nó là cái gì, và ở đây cái cách thiết lập nghiên cứu mình như thế nào, khoảng cách là bao nhiêu, và ở đây mình sử dụng cái ống chuẩn chuẩn cực, chiều chuẩn cực collimator. Thì tại sao lại sử dụng cái này? Vì cái này nó phát ra very high intensity, nó phát ra cường độ rất là cao, nó làm cho cái chúng ta có thể sẽ hiểu như này, giả sử như cái khả năng ghi nhận của cái điện nó là ở một mức độ là một ví dụ nha, 100 cái photon tới trên 1 giờ, nhưng mà cái nếu như cái ống này nó phát quá là nhanh đi, nó tới 150 hoặc là 200 thì cái điện tử của chúng ta sẽ không ghi nhận được, nó sẽ bị cái hiệu ứng gọi là tai. Thì do đó mình sử dụng cái collimator. Và cái đối với người làm nghiên cứu á, thì đôi khi gặp những cái khó khăn mà chúng ta cũng phải tự giải quyết bởi bản thân. Thì thực tế mà khi mà bắt buộc trong nghiên cứu này bắt buộc phải dùng một cái ống chuẩn cực, nhưng mà khi mình hỏi giá với lại nhà sản xuất á, thì cái này là ống này bao nhiêu, họ báo tới 2.000 đô, 2.000 đô luôn, cái bộ gì nữa là khoảng 3.000 đô, ui quá đắt. Thì mình mới nghĩ ra là bây giờ thôi mình chế tạo những cái này, thật ra nó là chì với lại brush là cái gì tiếng Việt này, chì với đồng thau, thì mình mới kêu gửi, mình mới mua chì về, xong rồi mình nhờ bên bên nhà bên công ty á, mình họ khoan cho mình cái lỗi này, cắt cái lỗi như này, rồi sau đó mình làm một cái tấm chì lớn, mình làm cái ống cực như vậy, mình đặt cái filter. Thì thật ra cái này chế tạo ra nó rất là rẻ, rẻ hơn cả hơn 100 lần nữa. Thì nhưng mà mình vẫn dùng được tốt trong nghiên cứu. Đó là những đôi khi cái những nhà người làm nghiên cứu thực nghiệm phải đối mặt, phải 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 tự suy nghĩ cách giải quyết. Rồi như hồi nãy mình có nói là khi mà vận hành cái ống này thì sinh viên và học sinh, đây giả sử như đặt trên bàn đi, thì sinh viên và học sinh thì đứng xung quanh cái ống này đó, thì như vậy thì sẽ bị liều trực tiếp chiếu vô cái ống, nhưng mà họ không biết. Thì làm thế nào để biết được là cái bức xạ này, cái liều này là bao nhiêu nó gây ra cho học sinh. Thì ở đây mình sử dụng cái này gọi là cái liều kế cá nhân. Thì bên ngành hạt nhân á, đặc biệt trong medical physics á, thì những cái nhân viên bức xạ, khi đặc biệt những người vận hành các thiết bị TX đó, thì họ phải bắt buộc phải đeo cái này, đeo gọi là liều kế cá nhân. Thì cái này nó có khả năng ghi nhận được TX chiếu lên, nếu như mà chúng ta bất cẩn bị chiếu thì chúng ta sẽ đo được cái liều đó là bao nhiêu, bắt buộc những nhân viên bức xạ đều phải đeo cái này. Thì để khảo sát cái liều này thì mình dùng cái liều kế như thế này. Thì cái này là của Panasonic, thì nó sẽ đo được năng lượng 10 kép, tức nghĩa thấp hơn cái ống của mình. Thì ok, cái này là phải dùng được. Rồi sau đó mình lấy một cái tấm bảng và mình đo cái chiều cao của tấm bảng là khoảng 1,6 m. Thì nó rồi sau đó mình mới phát họa ra cái hình hình người người này chính là phát họa cho cái học sinh cấp 2 và cấp 3 của Nhật, thì khoảng chiều cao khoảng 1,6 m 7 gì đó, và sau đó mình mới gắn những cái liều kế này lên đây, bố trí vị trí như thế này đó, và sau đó thì mình chiếu trực tiếp cái ống này lên, và chiếu cho khoảng 1 giờ, và sau đó mình đo để xem. Thì như vậy khi mình lấy được kết quả này á, thì mình sẽ biết được cái vị trí nào, giả sử như một học sinh đó đứng trực tiếp trước mặt cái ống, thì nó sẽ bị ảnh hưởng ở những vị trí nào và mức liều bao nhiêu. Thì để đây là phần phương pháp, và tiếp theo thì sẽ về cái phần kết quả. Thì khi mà làm viết phần kết quả thì chúng ta giống như là chúng ta kể một câu chuyện, một câu chuyện này là phải rõ ràng nha, phải xúc tích, phải dễ hiểu.
và sử dụng những cái subheading, tức nghĩa là giả sử như ở phần 3 này, tức nghĩa là phần result, phần result số 3 thì chúng ta sẽ đặt 3.1, 3.2 là cái file gì đó. Rồi. Và chúng ta phải liệt kê ra những cái mới, những cái gì mới trong cái nghiên cứu chúng ta. Là không phải là cái gì mới hoặc là cái gì ấy thì chúng ta liệt kê hết. Thì có những cái cũng không cần thiết thì chúng ta đưa vào cái phần phụ lục. Kiểu như thế. Rồi. Và cái phần này á, cái phần kết quả này á, kết quả thử nghiệm này á, phải phù hợp với cái phương pháp mà chúng ta vừa nêu trước. Giả sử như ở cái phần trước là chúng ta nói về phương pháp, chúng ta sử dụng phương pháp này, thì bắt buộc trong phần kết quả các bạn phải có cái kết quả của những cái phương pháp đó hoặc là những thiết kế thử nghiệm đó. Chứ bây giờ là biết không thể nào mà bây giờ ở phần phương pháp chúng ta đưa ra những cái phép đo đó, những thí nghiệm đó rồi trong kết quả của bạn, hoặc là ngược lại trong phần mô tả phương pháp của bạn hoặc là thiết kế thí nghiệm của bạn lại không có cái đó, và trong phần kết quả thì các bạn lại đưa ra, thì vậy thì cũng không đúng. Rồi ở phần kết quả này á, thì với mình, bản thân mình, kinh nghiệm của mình, thì khi mình đọc kết quả thì mình sẽ nhìn vào đầu tiên chính là cái bảng biểu hoặc là cái hình vẽ hoặc là cái đồ thị. Tại vì khi viết cái phần kết quả thì cái bảng biểu là cái đồ thị nó rất là quan trọng. Mà làm sao bản thân nó, nếu như chúng ta chỉ cần nhìn vào thôi là chúng ta đã biết được nó là mô tả cái gì rồi, nó nói lên câu chuyện gì và ý nghĩa của nó là gì. Sau khi nhìn cái bảng biểu đó, bảng biểu này rất là rõ, nhìn đây nó sẽ mối liên quan giữa A và B, thì như thế. Và sau đó chúng ta sẽ đọc đến phần thảo luận của cái bảng biểu này, nó có ý nghĩa cụ thể như thế nào. Chứ bây giờ đưa ra một cái bảng biểu, một cái đồ nhìn vô và độc giả nhìn vô, bản thân mình nhìn vô mà mình thấy không hợp nhãn hoặc là không có ý nghĩa với mình, thì mình sẽ giữ cái báo đó qua một bên và mình tìm cái báo khác để mình đọc tiếp. Rồi phần caption, tức nghĩa là cái phần mô tả, nó phải mô tả đúng với cái bảng biểu đó, kết quả đó. Rồi ví dụ như ở đây của mình, khi nãy là mình thiết kế thí nghiệm là cái hình mà nãy mình gắn các điều kế trên một tấm bảng mà mình vẽ cái hình học sinh đó, thì bây giờ đây là kết quả. Sorry, mình back lại xíu. Đây là kết quả của cái này. Thì cái này mình sẽ đo bốn phía nha. Ở đây thứ nhất, cái phía đầu tiên là cái phía đứng trước cái ống. Tại vì khi mà học đó, thì học sinh và giáo viên sẽ đứng xung quanh cái này. Thì mình chỉ như vậy thì mình sẽ đo bốn vị trí. Thứ nhất là phía trước. Thứ hai là vị trí bên này. Thứ ba vị trí bên này. Và cuối cùng là vị trí sau lưng cái ống để xem như thế nào. Thì kết quả, khi bạn nhìn vô đây á, thì mình ghi rõ đây là mặt trước nè, mặt sau phía ống nè, mặt bên trái ống nè, và bên phải ống. Thì với cái bảng biểu này thì bạn nhìn vô, bạn đã biết được rồi. Thì ra là nếu như mà đứng ở trước ống á, học sinh đứng trước ống thì chịu bức điều rất là cao, rất là nguy hiểm. Phía sau ống thì không sao nè, phía trái ống thì cũng không sao, phía bên phải có vị trí này nó lại cao. Thì đặt câu hỏi tại sao như vậy, tại sao đứng bên phải nó lại cao. Thì như vậy khi mà bạn nhìn vào cái bảng biểu này thì bạn có thể hiểu được cái liều nó phân bố như thế nào và vị trí nào là vị trí cao chúng ta nên cần tránh. Đó là ý nghĩa của cái bảng biểu hoặc là cái hình vẽ của chúng ta. Nhìn vào, chỉ cần nhìn vào thôi là chúng ta có hiểu được, đã hiểu được rồi. Rồi sau đó nếu muốn hiểu thêm thì chúng ta sẽ tìm trong bài báo, ví dụ như ở cái phần viết á, phần result hoặc là cái phần thì question đó, thì họ nói là cái hình số 1, số 2 gì đó, nó nói cái này, thì chúng ta đọc thêm để chúng ta tra nắm thông tin và xem họ biện luận như thế nào về kết quả đó. Nhưng trước nhất là cái bảng biểu của các bạn phải rõ và chi tiết, nhìn vào và biết được ý nghĩa bản thân đó, là mang được ý nghĩa, truyền tải được cái thông điệp. Rồi như vậy thì mình sau đó mình tiếp tục cái ống này, mình làm cái setup cái điều kế nó xung quanh thế này đó, và cả mặt trước và mặt sau, và sau đó mình coi xem cái khía nào
là cái liều cao để mà tránh. Và sau khi đo xong, đây đây là cái điều kế mình đính, mình gắn ở trên cái một cái giá đỡ đó bằng kim loại giống như tấm lưới ấy. Thì sau khi đo xong, sau khi chiếu xong mình đo được kết quả thì mình thấy à, cái vị trí này là cái liều cao này. Thì như vậy thì khi học sinh đó, hoặc giáo viên đứng đó, thì đứng xa xa vị trí này ra, đừng đứng sát đây, nó bị cao. Đây cũng thế, sau đó mình đo ở vị trí sau cái đuôi ống, à, vị trí ở đây thì mình thấy ở đây nó bị cao này. Rồi, ở đây, khi cái ống mình chiếu từ trên xuống, à, mình nhìn được cái phía từ trên xuống, và sau đó mình để cái điều kế xung quanh cái ống này. Đó, và sau đó mình đo xong mình được kết quả. Thì đúng như vậy, thì ở phía trước này nó rất là cao. Và mình cái kết quả này ở ngay cái phía đuôi nó lại cao. Kết quả này nó lại phía đuôi cao lại trùng khớp với cái vị trí này khi mình đo bên trái. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao? Tại sao? Tại vì khi á, mình thấy là nếu như cái ống chiếu thì nó chiếu trực tiếp ra đằng trước, thì đằng trước phải cao chứ. Tại sao phía đuôi này lại cao như vậy? Đó, thì lại tiếp tục một câu hỏi nghiên cứu nữa. Tại sao như vậy? Khi mà chúng ta thảo luận thì chúng ta phải thấy cái vấn đề tiếp tục, thì chúng ta phải giải quyết vấn đề đó, tìm cho rõ cho ra tại sao cái vấn đề nó nằm ở đâu, tại sao phía đuôi nó lại cao. Thì do đó phần thảo luận đó thì phải đưa ra được cái phần nào là quan trọng, kết quả nào quan trọng, và cái phần thảo luận nó phải liên kết với phần kết quả. À, kết quả như thế nào chúng ta phải bám sát kết quả đó chúng ta giải thích. Và nếu như kết quả này nó chưa đủ thuyết phục đối với độc giả, hoặc đối với editor, hoặc là đối với reviewer, thì chúng ta nên tự bản thân thiết kế một thí nghiệm khác, hoặc là bổ sung bằng một cái thí nghiệm khác, hoặc là bằng cách nào đó chúng ta. Thì tại vì á, kết quả mà bản thân chúng ta mà không cảm thấy nó chưa thuyết phục chính mình thì làm sao mà bảo người khác thuyết phục được. Thì chúng ta phải thiết kế thêm cái thí nghiệm khác, hoặc là bằng tham khảo thêm các tài liệu đã nghiên cứu trước đó và tại sao lại nó là như vậy. Nếu chúng ta không làm được cái thiết nghiệm xét trong thí nghiệm đó, thì chúng ta phải tham khảo từ những cái nghiên cứu trước. Rồi, và khi mà thảo luận thì chúng ta phải gắn kết được, giải thích được cái kết quả chúng ta với cái câu hỏi từ trước đó chúng ta đặt ra. À, giả sử như tôi thực hiện cái nghiên cứu này, viết cái công bố này, tại vì để giải quyết cái câu hỏi nghiên cứu của tôi như thế này, thì cái kết quả của bạn phải giải quyết được, phải giải thích được, phải biện luận được cái câu hỏi nghiên cứu ban đầu bạn đã đặt ra. Chứ bây giờ bạn đặt ra câu hỏi nghiên cứu đó mà làm lấy thôi, nó không có match gì với lại cái kết quả của cái biện luận của bạn, thì cái nghiên cứu của bạn nó không tốt. Rồi sau đó chúng ta cũng phải tham khảo đến những cái nghiên cứu trước đó của những tác giả khác, hoặc là của nhóm nghiên cứu khác, hoặc là chúng ta nếu như nghiên cứu được thực hiện bởi chúng ta, thì giữa cái nghiên cứu trước mình đã công bố rồi, thì với cái kết quả nghiên cứu này thì nó có tính kế thừa, nó có tính tiếp nối, hoặc là có tính giải thích như thế nào, chúng ta cũng nên liên kết lại với nhau. Rồi trong phần biện luận này á, thì tránh đưa ra những cái thông tin một cách đột ngột, thông tin mới. Thì giả sử như bây giờ đang giải thích mà nghĩ không biết kết quả đó là như vậy, mình không biết cách giải thích thế nào, đưa ra một sáng kiến mới, à đó tại vì thì tôi nghĩ rằng cái đó nó là như vậy, như vậy không tốt. Bạn có thể dự đoán được, bạn có thể được speculation, tức nghĩa là bạn có thể làm mường tượng được à, kết quả đó là như vậy, lý do kết quả là như vậy đấy, nhưng mà phải dựa trên các chứng cứ thực tế, chứ không thể nào mà chúng ta mường tượng giải thích mà theo cái cảm tính được. Rồi để quay lại cái câu hỏi của mình là tại sao ngoài cái vị trí ở mặt trước của cái ống thì ở phía đuôi này nó lại cũng cao như vậy. Thì mình đã làm nghiên cứu rồi, mình đã làm ba phép đo rồi, đo phía trước, đo bốn bên, rồi đo xung quanh, rồi cả đo setup rồi. Thì bây giờ còn cách cuối cùng để mình kiểm,
giờ tắt đèn hết. Tại vì cái ống này do cái ống này khi mà vận hành nó thì nó sẽ phát ra cái nguồn quang, thì mình sẽ quan sát được. Lúc đó mình mới nghĩ là à, bây giờ chỉ còn cách là phải tắt hết đèn ở trong phòng, mình quan sát xem cái ánh sáng nguồn quang này như thế nào. Tại vì á, về nguyên tắc á, thì khi mà cái ống cái electron á, nó được sinh ra thì nó sẽ va chạm vào cái thành ống, mà những cái thành ống này họ có nhiều cái chất nguồn quang, thì nếu electron đó nó va chạm đó và nó phát ra cái bức xạ thì cái nguồn quang này sẽ sáng. Thì như vậy thì mình khi mình tắt đèn thì mình mới nhận thấy rằng à, phía trước này có electron đập vào có bức xạ, phát bức xạ, bởi vì mình thấy ánh sáng nguồn quang, và cái phần đuôi này cũng có luôn. Thì như vậy mình kết luận rằng à, cái phần đuôi này nó cũng sẽ phát bức xạ, thì nó phù hợp, hoàn toàn phù hợp với cái nghiên cứu, cái kết quả của mình trước đó. Như vậy mình đã giải thích được cái lý do như thế nào, cái lý do tại sao nó cao như vậy. Thì ở trong phần bình luận là mình cũng có nói. Thì cho đến cái phép này thì mình cảm thấy rằng cái nghiên cứu mình về đo phân bố liều nó đã đủ rồi. Thì sau đó mình sẽ dừng và mình viết và định công bố cái kết quả. Về cái ý cuối cùng là về cái đóng góp lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn của cái này. Như mình nói ngay từ đầu đó, thì nghiên cứu này nó phục vụ cho cái trường phổ thông mà sử dụng cái ống này để dạy giảng dạy khoa học. Thì khi mà hoàn thành xong nghiên cứu đó, thì mình và thầy sẽ viết một cái hướng dẫn quốc gia về cái an toàn bức xạ cho học sinh cấp 2, cấp 3 được bạn. Thì nếu các bạn nào quan tâm, đây là cái đường link. Đây nó bao gồm tất cả hướng dẫn về cái nghiên cứu này và các bài nói chuyện, các bài trao đổi đối với cái trường phổ thông. Nhưng rất tiếc nó bằng tiếng Nhật, tại vì nghiên cứu này phục vụ cho Nhật. Thứ hai nữa là cái nghiên cứu này ý nghĩa thực tiễn thế nào. Thì hiện tại á, thì cái tiêu chuẩn về an toàn bức xạ dùng trong giảng dạy á, nó bị cũ rồi. Cái gần nhất là năm 1983 là cái gần nhất. Thì đến nay đã khoảng 40 năm rồi, bắt đầu cũ. Do đó bây giờ tổ chức cơ quan năng lượng nguyên tử thế giới á, họ mới thành lập, họ mới muốn thành lập một cái tiêu chuẩn mới về cái tiêu chuẩn mà sẽ là bức xạ cho nghiên cứu cho trường học. Thì cái nghiên cứu của mình thì được IAEA sử dụng để cho cái tiêu chuẩn của họ. Thì thực tế thì bên Nhật cái thầy mình cũng có làm việc với bên phía của đại diện của những cái hội đồng mà để viết, hội đồng khoa học để viết cái này, để thảo luận về cái này, và rất là vui khi mà cái nghiên cứu của mình đó thì được trao thưởng bởi cái hiệp hội quản lý an toàn bức xạ của Nhật Bản cho cái nghiên cứu này. Thì họ nói là cái nghiên cứu của mình có tính ứng dụng cao và là một cái tác phẩm cho các trường học ở Nhật khi sử dụng thiết bị. Đó là hết cho cái trình bày của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi cái khả năng trình bày của mình không có được tốt. Mình đôi khi mình nói mình quên một cái số cái từ tiếng Việt, các bạn thông cảm với mình nha. Kim ơi, Kim nghe lọc rõ không vậy? À, nghe rõ lọc. Chắc tại hôm nay cái đường truyền bên lọc nó bị như thế nào đó. Tại vì cái âm thanh của Kim với lại của chị Đức nói nó bị rung từ đầu buổi tới bây giờ. Nhưng mà hy vọng mọi người nghe mình rõ ha. Thì lọc cũng thấy Đức và các bạn khán giả cảm ơn Kim rất là nhiều đã dành thời gian để mà soạn cái slide. Thật ra là đúng như những gì mà mình thay mặt các bạn khán giả mình mong đợi qua một cái hành trình mình đồng hành cùng với các bạn khán giả, thì mình hiểu được các bạn mong đợi điều gì. Thì mình cũng giải thích
rõ hơn để cho các bạn khán giả có thể hiểu là sự thật là những bạn diễn giả mà gọi là tử tế và nhiệt tình như Khiêm thì mình mới dám xin thêm. Xin thêm là như thế nào? Nghĩa là mình xin thêm Khiêm giải thích từng phần cụ thể trong abstract, introduction, literature review sẽ viết gì. Còn từ cái phần methodology trở đi thì nó là đặc thù riêng của từng ngành, thì sẽ dùng phương pháp đặc thù và cách phân tích dữ liệu đặc thù. Cho nên là Khiêm sẽ chia sẻ với các bạn về đúng cái kinh nghiệm trong lĩnh vực của Khiêm cũng như là những cái kết quả mà Khiêm tìm ra được. Còn những cái phần đầu thì nó khá là mang tính khái quát và lý do mà mình muốn các bạn diễn giả chia sẻ cụ thể từng cái gọi là một cái dàn ý tổng quát từ abstract cho tới literature review. Vì khi mà các bạn muốn làm research proposal tốt thì mình tin rằng cái kỹ năng đầu tiên các bạn có là các bạn phải có khả năng đọc hiểu được bài nghiên cứu, nhưng mà không phải đọc hiểu về mặt ngôn ngữ mà đọc hiểu về mặt bản chất để bạn thấy được một cái công thức chung, một cái sườn chung của các bài nghiên cứu nó sẽ như thế nào. Có nghĩa là tuy rằng nghiên cứu của Khiêm nó bên phần khoa học tự nhiên nó khác hoàn toàn so với Lộc là bên mảng khoa học xã hội, nhưng mà bản thân mình khi mà nghe bài chia sẻ của Khiêm thì mình thấy được rất nhiều điểm chung so với những gì mình đang làm, thì chứng tỏ những cái điểm chung đó nó thuộc về bản chất, nó không thay đổi được. Và mình mong muốn những cái điểm chung này được lặp đi lặp lại qua những cái phần trình bày khác nhau của các bạn diễn giả khác nhau ở các lĩnh vực rất là đa dạng, để các bạn thấy được rằng là cái bản chất của nghiên cứu nó sẽ là những cái bản chất chung không có thay đổi, nhưng mà trong từng ngành sẽ có những cái chi tiết đặc thù riêng đó. Thì cho nên là cái phần đầu của Khiêm chia sẻ đó nó mang tính tổng quát từ abstract tới literature review, thì hy vọng là cũng cung cấp cho các bạn được cái kiến thức chung về cái kỹ năng đọc bài nghiên cứu như thế nào. Thì đương nhiên là trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi Khiêm chia sẻ thì không thể nào mà bao quát được hết tất cả mọi thứ trong cái quá trình mà Khiêm học và Khiêm làm nghiên cứu thì cũng khoảng hơn 10 năm. Đó cho nên là ít nhất là các bạn cũng có được một cái bức tranh khái quát, và khi các bạn nghe những bạn diễn giả khác, các bạn sẽ thấy được những cái kiến nền tảng này nó sẽ được lặp đi lặp lại, và bạn hiểu được rằng đó là bản chất. Và bạn khi bạn nắm rõ bản chất thì bạn sẽ đọc bài nghiên cứu một cách có định hướng và hiệu quả hơn. Cho nên là thật lòng cảm ơn Khiêm, tại vì Khiêm tử tế và Khiêm rất là nhiệt tình cho nên mới xin thêm như vậy. Còn những bạn diễn giả khác gọi là không được gọi là dễ thương như Khiêm thì chỉ xin họ phân tích một bài nghiên cứu mẫu của họ đã có theo cái cấu trúc của một cái research proposal, để mà các bạn hiểu được những cái yêu cầu trong một cái research proposal. Tuy là nó rất là chi tiết, nó rất là chặt chẽ, nhưng mà nó không phải là thầy cô nào khó tính hay là ban giám khảo nào khó tính hết, nhưng mà nó là những cái chi tiết để giúp bạn có được một cái sản phẩm cuối cùng, là một cái bài nghiên cứu nó đủ chất lượng, nó đủ sự tử tế, nó được đăng ở một nơi nó cũng được ghi nhận về chất lượng, thì nó phải đến từ những cái bước đi đầu tiên là một cái research proposal vững đó. Cho nên là cảm ơn Khiêm đã khái quát được 3 cái phần đầu tiên của một cái bài nghiên cứu, mặc dù là những cái gì bạn viết ra và bạn trình bày nó từ cái chuyên ngành và cái kiến thức bạn tổng hợp được, nhưng mà mình cũng thấy được cái điểm chung trong những cái ngành khác luôn. Cho nên là bây giờ đó thì mình sẽ để cho các bạn diễn giả đặt câu hỏi trực tiếp cho Khiêm ha. Bây giờ bạn nào có câu hỏi thì bạn bỏ câu hỏi vào cái chat, cái khung chat ha, thì mình sẽ unmute bạn và bạn sẽ trình bày trực tiếp với Khiêm nha. Ok. Cảm ơn Khiêm rất là nhiều vì cái thời gian mà bạn đã dành ra để mà bạn soạn slide cũng như là bạn chia sẻ với các bạn, và rất là cảm ơn về sự tử tế của bạn đã chia sẻ kiến thức với mọi người. Mình chỉ lo một điều duy nhất là tại vì thực tế là nếu như mình để báo cáo cái ngành nghề chuyên ngành đó thì thực sự mình không rung lo, mình cũng không lo lắm. Và để làm sao mà nói một cách đôi khi là mình hiểu á, khi những cái bạn tham dự ở đây thì không cùng chuyên ngành với mình, thì cái câu hỏi đã lớn nhất của mình là làm sao mà để cho mình giải thích những cái nghiên cứu chuyên đề chuyên ngành của mình mà các bạn có thể hiểu được. Đó là cái vấn đề mà mình quan tâm nhất. Thì hiện tại nếu như các bạn nào có cái câu hỏi thì có thể đặt ra với mình.
Bây giờ cho mình hỏi là trong các bạn còn ngồi lại đến cuối buổi này á, thì có bạn nào cùng chuyên ngành với Kim không? Và bạn muốn trao đổi trực tiếp với Kim thì bạn có thể bỏ câu hỏi vào khung chat ha, hoặc là bạn muốn gửi lời cảm ơn trực tiếp đến Kim thì bạn cũng có thể gửi lời cảm ơn đến Kim nha. Hiện tại bên bên Nhật là mấy giờ rồi Kim? Khoảng 10 giờ rưỡi rồi. 10 giờ rưỡi rồi, chắc là mình khoảng từ 15 đến 3 phút nữa, 30 phút nữa mình sẽ nghỉ ha, để cho Kim nghỉ ngơi nha. Các bạn ơi, bạn nào có hỏi hay bạn nào muốn trò chuyện trực tiếp cùng với Kim thì bạn đấy, thấy không, mình đã khẳng định là những gì Kim chia sẻ nó là một cái bức tranh chung và nó sẽ đúng với những ngành khác, vì vì bạn mà lời cảm ơn đến Kim á, thì theo cái title của bạn á, thì bạn là The Art of Language, vậy chắc là bạn ở ngành ngôn ngữ học. Bây giờ bạn có muốn trò chuyện trực tiếp cùng với Kim không, để mình unmute bạn nha. Phát ơi, Phát là host cho nên là chắc là Phát unmute mọi người được đúng không Phát? Dạ, chào cho em có vài lời chia sẻ nhá chị. Bạn ơi, bạn giới thiệu tên của bạn, đơn vị công tác của bạn và ngành học của bạn nha. Nếu như bạn đang học tiến sĩ thì bạn đang làm nghiên cứu sinh năm mấy và ở đâu và bài nghiên cứu của bạn là gì nha. Mời bạn. Em không có bật được cam nên là cho em xin phép em off cam ạ. Cảm ơn các anh chị và cảm ơn diễn giả đã có chia sẻ cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Thì em đang đang hướng đến nghiên cứu ở lĩnh vực ngôn ngữ. Trước thì gốc của em là bên ngôn ngữ Anh, nhưng bây giờ em hướng đến ngôn ngữ truyền thông. Thì cái mà khi mà bắt đầu vào làm bên nghiên cứu thì em cảm thấy là cái việc mà tìm ra cái khung lý thuyết á, thì chỗ này nhờ các anh chị có thể chia sẻ giùm em, hay là có rất nhiều cái các cái lý thuyết, mỗi tác giả bên lĩnh vực xã hội thì nhiều người có những cái quan niệm về nghiên cứu khác nhau, thì đôi khi có những cái quan điểm về nghiên cứu nó khá là xung đột với nhau, thì liệu rằng mình có thể chọn theo một cái hướng nghiên cứu mà mình không có một mình có thể là nhất quán và tuân thủ, hoặc là gọi là follow một cách tuyệt đối theo một hướng nghiên cứu, hay là chúng ta phải phải cân nhắc, hay là phải làm thế nào trong cái trường là một rừng nghiên cứu như vậy, thì mình chọn cái con đường nào hướng đi, cái việc mà mình quyết định như vậy là hoàn toàn theo ý chủ quan của bản thân mình, hay là phải có một cái nguyên tắc nào để mà mình chọn được một cái con đường hoặc một cái hướng đi hoặc là khung nghiên cứu cho nó phù hợp với cái hướng nghiên cứu của mình hay không. Đề tài em đang hướng đến làm là bên ngôn ngữ của truyền thông ạ. Ngôn ngữ truyền thông, cụ thể trong đây là cái hướng ngôn ngữ của những cái dạng bài bài review và bài PR đấy ạ. Cảm ơn chị Lộc và các anh chị ạ. Rồi mình thứ nhất là mình xác nhận với bạn ha, là lĩnh vực của bạn Kim là bên khoa học tự nhiên ha, thì mình không biết là Kim có thể gọi là chia sẻ khái quát về cái trải nghiệm của bạn đối với câu hỏi của bạn hay không. Còn giả sử, mình chỉ dùng từ giả sử nha, mình chỉ giả sử Kim không trả lời được vì nó khác hẳn hoàn toàn cái kiến thức nền của bạn cũng như là cái kinh nghiệm làm nghiên cứu của bạn thì cũng không là điều gì mà gọi là buồn hết. Tại vì mình sẽ mời bạn khán giả vừa đặt câu hỏi quay lại Zoom vào đúng thời điểm là 7 giờ tối ngày giờ Việt Nam ngày mai, vì sẽ có một chị diễn giả, chị tên Hương, chị vừa tốt nghiệp PhD ngành luật ở ở Úc, thì với cái nền tảng là nghiên cứu về khoa học xã hội của chị đó, thì chị chắc chắn sẽ trả lời câu hỏi của bạn một cách phù hợp hơn với những cái trải nghiệm về bên lĩnh vực khoa học xã hội của bạn. Và ngoài chị Hương á, thì ban tổ chức cũng đã xác nhận với hai diễn giả khác, một bạn là bên ngành tâm lý và một bạn là bên ngành
quản lý nhân sự, cho nên là và cả hai bạn diễn giả này đều có rất là nhiều cái publications rất là tốt trong lĩnh vực của các bạn, cho nên là mình sẽ mời bạn quay lại vào buổi ngày mai và hy vọng là chị Hương sẽ trả lời câu hỏi của bạn một cách xác thực hơn dựa vào những cái kiến thức và kinh nghiệm của bạn. Còn chỉ giả sử bạn Kim có lời khuyên nào hoặc là có một chút gọi là câu trả lời khái quát nào dành cho bạn khán giả vừa rồi thì mình cũng mời Kim ha, chỉ là có thể khái quát thôi. Ừ. Thứ nhất là nhất trí với ý kiến của Lộc, rồi có lẽ là chị Hương sẽ trả lời tốt nhất cho câu hỏi của bạn, mình nghĩ thế. Còn về mà để câu hỏi của bạn, mình chỉ nói là làm sao mà để chọn đến nghiên cứu, được nghiên cứu á, thì mình nghĩ rằng bất cứ ngành nào thì chúng ta khi mà làm nghiên cứu thì chúng ta cũng phải làm theo một cái nhóm có sự liên kết và sự kết nối. Thì giả sử như bạn, cái hướng nghiên cứu của bạn, hướng của bạn á, bạn hãy tìm thử xem cái về cái mạng đó ở Việt Nam hoặc là bạn đang học nước ngoài thì đã có người nào đã làm về cái hướng đó chưa. Mà nếu như bạn đang làm bạn nghiên cứu sinh á, thì mình nghĩ rằng chính giáo sư của bạn á, là người đi tiên phong về cái lực đó, cái mạng đó, thì bạn nên tham khảo ý kiến trực tiếp từ những người như vậy, hoặc là bạn có hợp tác nghiên cứu với ai đó thì đó là cách tốt nhất. Còn như mình đó thì khi mà như mình đã trình bày cái để làm cái lắp cái research của mình đó, thì mình nhảy hoàn toàn sang cái PhD sang postdoc đó, thì mình cũng phải vào một cái nhóm nghiên cứu và lúc đó là mình cũng không biết gì hết, bắt đầu không có học từ đầu, thì chính là cách mình học là từ những người hướng dẫn. Thứ hai đó là từ những cái báo cáo và đó, thì đó là cách là của mình cho cái việc mình muốn nghiên cứu hoặc là xem cái hướng đó có cả thi hay không, là mình có thể đi theo nó hay không, thì đó là cái cách mình làm. Nhưng mà có thể là những cái ý kiến của Lộc, ngày mai chị Hương sẽ trả lời cho bạn tốt hơn. Cảm ơn. Dạ, là em cảm ơn thầy Khiêm ạ. Thầy Khiêm ạ, cảm ơn cái chia sẻ của thầy. Bạn khán giả ơi, mình không biết gọi tên bạn có đúng hay không, bạn là Lê đúng không bạn? Dạ đúng rồi chị Lộc ơi. Ok, bạn ơi, mình không biết là bạn đã xem qua hai cái video trên YouTube mình được khi mà năm rồi á, mình cùng với chị Đức tổ chức hai buổi, mà trong hai buổi đó thì mình phân tích từng câu chữ của một cái bài nghiên cứu Q2, và trong cái bài nghiên cứu Q2 đó thì nó có liên quan đến internal communication đó, và nó cũng khá là liên quan đến cái vấn đề bạn quan tâm về communication. Thì bạn có thể để lại email của bạn, hoặc là bất cứ bạn nào còn đang tham dự tại buổi này, nếu như bạn thuộc ngành khoa học xã hội mà bạn quan tâm đến việc mà hiểu kỹ từng câu chữ trong một cái bài nghiên cứu, tại vì mình chọn một cái bài Q2 mình phân tích vì để phù hợp với những bạn chưa biết gì về nghiên cứu, thì bạn cảm thấy cái bài nó cũng nhẹ nhàng vừa phải, nó không quá sắc sảo, nó không quá chi tiết và nó không làm bạn quá nhức đầu, thì bạn để lại email trong khung chat đi ha. Thì cuối buổi bạn Phát là tình nguyện viên thì sẽ gửi hai cái video trên YouTube của mình đến bạn khán giả. Phát ơi, Phát lưu lại cái email của bạn Lê đi nha. Rồi trong hai video đó thì mình cũng phân tích rất là chi tiết, nhưng mà mình cái thông điệp cuối cùng mình truyền tải với các bạn là khi mà bạn đọc bài nghiên cứu, không phải là bạn hiểu về mặt ngôn ngữ, nhưng mà cái bạn hiểu là hiểu về mặt bản chất từng câu chữ tác giả viết ra với ý nghĩa gì, và cần có những kiến thức nào để mà viết được những cái câu như vậy, và thậm chí bạn cần những kiến thức nào để bạn viết tốt hơn những câu tác giả đã viết và có thể mở rộng ra nữa. Và mình cho các bạn một cái công thức chung từ cái abstract cho tới cái phần literature review đó, thì bạn xem kỹ hai cái video này thì hy vọng là nó cũng giúp cho bạn có được một cái gọi là một cái nhìn nó rõ ràng hơn, cũng như là một cái kiến thức nó chắc hơn về nghiên cứu ha, cũng như là trong cái quá trình bạn đọc tài liệu nha. Rồi còn bạn nào có hỏi cho và hoặc là chỉ cần là gửi lời cảm ơn Kim trực tiếp thôi, tại vì Kim cũng đã dành rất là nhiều thời gian để soạn slide và chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Rồi có bạn nào muốn mở mic nói trực tiếp không?
Bạn Trần Thanh Tùng ơi, bạn bạn vui lòng để lại email nha. Tại vì khi mà up cái khung chat này rồi thì sẽ không biết bạn nào là bạn nào hết. Tại vì mỗi lần mà cho mình hỏi là có bạn nào ở tại đây tham gia cái buổi trong Zoom này mà đã nhận được cái link confirm Zoom của bạn Phát không vậy? Tại vì bạn bạn Phát là giúp Lộc từ khoảng 2-3 ngày nay thì Phát giúp Lộc gửi email thông báo đến tất cả các bạn khán giả mà đã điền form đăng ký, thì mình muốn xác nhận là các bạn đã nhận được, các bạn tham gia buổi này nè có nhận được email của Phát hay không, để mình muốn xác nhận là coi email có hoạt động tốt như mong đợi hay không, hay là các bạn không nhận được email vì nó vào spam, nó vào thùng rác, nó vào đâu đó rồi mình không biết. Tại vì có rất nhiều bạn feedback lại là bạn bảo là bạn không nhận được email thông báo. Ờ ok, vậy là ok, có bạn Lê xác nhận là ok được rồi. Bạn Lan Hương ơi, vậy thì nếu như bạn chưa nhận được email thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất thì bạn xác nhận giùm Lộc là bạn đã điền đơn đăng ký hay chưa nha. Tại vì bạn phải điền đơn đăng ký thì bạn Phát có thông tin từ đơn đăng ký đó thì bạn Phát mới gửi cho bạn qua email được. Vậy thì bạn Hương với lại bạn Tùng vui lòng xác nhận giùm Lộc nha. Bạn Hương với bạn Tùng xác nhận dùm Lộc là bạn đã điền đơn đăng ký chưa nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái đường link của đơn đăng ký vào đây cho bạn nha. Bạn đã điền đơn đăng ký từ hôm 15 tháng 6 rồi. Arigato có phải là tên, có phải là từ tiếng Nhật là cảm ơn Nhật Kim? Đúng rồi. À bạn này chắc bạn Vũ Mạnh chắc ở Nhật nha. Phát ơi, Phát còn ngồi đó không vậy Phát ơi? Rồi bạn ơi, bây giờ nha, bây giờ bạn nào muốn muốn nhận đơn đăng ký cũng như là muốn nhận cái bài nghiên cứu Q2 mà mình đã phân tích bài mẫu á, thì bạn để lại cái email trong khung chat cho mình nha. Và mình cho bạn khoảng 5 phút nữa để bạn suy nghĩ xem bạn có muốn giao lưu trực tiếp cùng với bạn Kim hay không, hoặc là bạn có muốn đặt câu hỏi gì cho Kim hay không, hoặc là đơn giản chỉ là gửi lời cảm ơn trực tiếp đến Kim thôi, thì bạn có thể trò chuyện cùng Kim nha. Rồi bây giờ với những bạn mà gửi email tại khung chat này á, thì mình sẽ lưu lại và sau cái buổi này á, thì mình sẽ gửi email đến bạn hai cái video bài mẫu của mình ha. Tại vì nó cũng khá là phổ biến, cũng khoảng hơn 3.000, cũng khoảng gần 3.000 lượt xem á, cho nên là hy vọng là giúp ích cho các bạn. Và nhân tiện là những bạn còn ngồi lại tại đây đó, thì có bạn nào mình đã có trải nghiệm làm nghiên cứu quốc tế rồi, mình đã có tối thiểu một publication để mà mình hiểu được cái quá trình này nó như thế nào, nó cần những kiến thức và thời gian như thế nào. Nếu như bạn nào đã có tối thiểu một publication rồi và bạn có tấm lòng muốn chia sẻ kiến thức của bạn với những bạn khác, thì bạn có thể liên hệ với Lộc để bạn để Lộc mời bạn trở thành diễn giả của chương trình nha. Thì mình cũng muốn nói với các bạn rằng là đây là một cái chương trình hoàn toàn phi lợi nhuận, nghĩa là không có nhận tiền từ bất cứ ai hết. Và những người diễn giả mà mình tìm được, có mình nói thật với bạn là đôi khi đi mời và đi tìm cả 100 người mà chỉ có tầm khoảng 2-3 người đồng ý thôi, thì mình cũng hoàn toàn hiểu mà một cái công việc hoàn toàn không mang đến lợi ích gì cho họ hết, chỉ có tốn thời gian của họ thôi. Cho nên phải là những người thật sự có tấm lòng và có
sự tử tế với những cái hoạt động cộng đồng thì họ mới đồng ý tham gia thôi. Cho nên là những bạn mà đồng ý như Kim và những bạn diễn giả trước đây và những bạn sắp trình bày á, thì bản thân mình rất là trân trọng về cái thời gian của họ. Vì thay vì họ ngồi đây với chúng ta 1-2-3 tiếng gì đó và họ dành ra có thể 1-2 ngày để soạn slide, thì với cái khoảng thời gian đó họ có thể làm được những cái việc mà đúng cái chuyên môn của họ hơn. Ví dụ như là họ có thể hoàn thành viết được một cái phần nào của một bài nghiên cứu họ đang dang dở, ví dụ như vậy đó. Và bản thân của một người làm chương trình như Lộc á, thì tất cả mọi thứ mà các bạn thấy và các bạn trải nghiệm á, thì chỉ có một mình Lộc làm hết, không có một người thứ hai. Và mới khoảng 2-3 ngày gần đây thì may mắn tìm được bạn Phát phụ giúp Lộc gửi email thông báo đến các bạn thôi đó. Cho nên là nếu như bạn nào mà gọi là quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, thấy rằng nó có ý nghĩa cho tối thiểu là bản thân mình đó, và cũng mong muốn rằng là nó cũng sẽ có ý nghĩa cho những người khác á, thì hy vọng rằng các bạn có thể chung tay và chung sức trong hai cái vai trò. Có thể bạn trở thành diễn giả, có thể bạn trở thành tình nguyện viên cũng được đó. Thì bạn bạn liên hệ với Lộc ha, thì Lộc sẽ để lại cái email của Lộc ở cuối đây, ở trong cái khung chat cho bạn nha. Và những cái hoạt động cộng đồng đó bạn, nó chỉ được tiếp nối và nó chỉ được lớn mạnh khi mà có sự chung tay và chung sức của nhiều người thôi đó. À, Lộc ơi, có bạn An Nguyễn. Ok, bạn Kim có đặt câu hỏi ở trong chat. Nha, yeah, Kim trả lời đi. Mình sẽ đọc cái câu hỏi của bạn An Nguyễn. Cho em hỏi là khi mình tìm kiếm hướng nghiên cứu thì cần đọc rất nhiều bài survey để biết vấn đề, thì mình nên note lại thế nào cho thấu nhất cả. Thì theo kinh nghiệm của mình á, thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm lưu tài liệu nghiên cứu. Bạn có đang thấy cái màn hình share của mình không ạ? Ví dụ như ở đây là mình đang sử dụng là Lộc có thấy cái màn hình share của Kim là về Zotero, phần mềm quản lý bài báo không? À, xin lỗi, Kim cần gì? Đây để mình share lại. À, Kim cần. Đây. Okay. Đây thì để mà bạn khi bạn đọc rất là nhiều cái nghiên cứu á, thì bạn nên sử dụng một cái phần mềm mà lưu trữ tài liệu nghiên cứu, giả sử như Mendeley hoặc là Zotero, giống như mình nghĩ thì mình sẽ lập cái topic nghiên cứu, giả sử như rất nhiều vấn đề, giống như là hồi xưa năm lúc mà Covid á, cái coronavirus nó đang bùng lên á, thì mình với thầy của mình là tìm các cái nghiên cứu mà để mình có thể khử khuẩn được cái con virus này. Thì lúc đầu mình tải phần mềm về, sau đó mình tạo cái folder như vậy nè, rồi sau đó bạn cứ tải cái bài báo như vậy đó, thì nó có tên của bài báo như thế này, rồi có phần ở bên đây sẽ có cái phần note ở đây luôn đó. Thì bạn sẽ check note ở đây, như là với cái bài báo này sau khi bạn đọc xong á, sửa bài báo là kết hợp của cái phương pháp UV với lại sử dụng photo catalytic để diệt con virus này. Thì khi bạn đọc cái bài này rồi á, thì bạn có cái gì cần check note thì bạn ghi ở đây, bạn nói luôn ở đây và ghi ra, thì đó rất là tiện cho bạn. Đó là cái phương pháp, cái cách mình làm đó. Nhưng với những bài báo thì đây giả sử như phương pháp đo này, thì họ có giả sử hai phương pháp kết hợp giữa hai cái thử nghiệm này thì sẽ giết được chết được bao nhiêu phần trăm của con virus này, và cái thời gian đó là giả sử kết hợp phương pháp thì trong 1 phút, 2 phút hoặc 3 phút là tỷ lệ chết của vi khuẩn là bao nhiêu, virus là bao nhiêu, nó ví dụ như vậy. Thì với báo thứ hai cũng như vậy, cũng đấy, đó là cái cách để mình làm. Mình không biết là như vậy có ok với bạn không ạ? Là Lộc có chia sẻ thêm nào không về cái câu hỏi này? Bạn An ơi.
Lâu ơi, lâu unmute đi lâu ơi. Lâu đang không? Mình nghĩ là bước 1 á, qua những cái chương trình như thế này á, mình hiểu được khó khăn của các bạn khán giả như thế nào trong cái quá trình học và làm nghiên cứu. Rồi sau đó đó thì mình sẽ làm một cái survey để mà mình giống như là thu thập và hiểu được những khó khăn của các bạn á, và từ những cái khó khăn đó thì có thể là mình sẽ gọi là thiết kế những cái chương trình khác và tổ chức những cái khóa học để mà nó mang tính chuyên sâu hơn, để giúp các bạn, để giống như là giúp các bạn gọi là thực hành và làm được việc luôn á. À, bạn em câu hỏi tiếp theo là thế còn về sách thế nào? Sách bạn ý ở đây là bạn nói là sách sách in đó bạn. Sách in hay là sách online như thế này. Nếu như tại vì cái phần mềm này nó cũng có thể, nếu như là cái bản mà bản PDF á, thì nó vẫn quản lý được. Cuốn sách thì bạn đọc quyển sách đó, giả sử chương mấy, chapter mấy á, thì bạn cũng có thể take note lại bình thường, nó lại bình thường như vậy thôi. Còn đối với sách in á, sách in mà bản 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 cứng á, thì bạn có thể tạo một file Word hay là một cái file Excel gì đó và giả sử như bạn quản lý nó. Còn nếu file PDF thì mình nghĩ là cách này bạn sử dụng phần mềm một cách tốt nhất. Còn mình á, mình thì thật sự đến bây giờ mình vẫn dùng cái phương pháp viết tay nha. Khi mình đọc một quyển sách, mình đọc một bài báo, mình vẫn sử dụng cả hai cách. Cách thứ nhất là mình take note bên thế này, cách thứ hai là mình viết tay. Viết tay, nhưng mà trong cách viết của mình á, mình viết hoàn toàn bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh. Tại vì đôi khi với những bạn mà mới nghiên cứu á, những bạn nghiên cứu lâu năm thì họ viết báo và cái mình không nói sâu về cái vấn đề ngôn ngữ cũng rất là tốt, có những bạn ngôn ngữ tốt, nhưng mà bạn biết sao không? Cho dù là có nhiều người cái khả năng ngôn ngữ của họ rất là tốt, nhưng khi mà viết cũng sẽ bị lồng cộng. Chúng ta nói thì ok, nói sai có thể nói lại được, nhưng mà để viết á thì rất là khó, để truyền tải một cái ý bằng viết cũng rất là khó. Nên mình chọn cái cách đó là khi mình đọc một cái bản mà bản cứng của sách hay gì đó, mình thấy cái ý đó hay thì mình sẽ xách nó lại bằng cả hai cách, bằng phần mềm và thứ hai nữa là chúng ta. Và khi mình trao đổi với các đồng nghiệp bên này á, hoặc là với giáo sư nghiên cứu, thì mình luôn sử dụng một cái quyển sách quyển văn phúc như thế này. Mình ghi thì một cái quyển dày thế này mình xài trong vòng khoảng 2 đến 3 tháng thì sẽ hết, và sau đó mình sẽ chọn lọc lại trong cái quyển mình đã hết note á, cái nào là quan trọng. Giả sử như đối với cái thí nghiệm A, mình sẽ hết note lại, mình sẽ ghi lại, mình sau đó mình sẽ làm một cái file bằng Word, mình nói là thí nghiệm đó mình đã ghi chú những cái ngày này để khi sau này mình tìm lại cũng rất là dễ. Đó là kinh nghiệm của mình. Có, dạ, thấy mình khi muốn trích dẫn nội dung ở khi vào đây sắp mình có cách nào nó link được nhanh không anh nhỉ? À, có bạn, nếu như bạn biết khi bạn viết cái nghiên cứu trên trên Word á, thì Word nó cũng có chức năng luôn, nó đều có chức năng link được với phần mềm quản lý tài liệu giống như Zotero hoặc là Mendeley nhỉ? À, mình không nhớ, sorry mình không dùng cái đó. Thì nó thì đều có chức năng á, link với Word có chức năng link với cái phần quản lý tài liệu này. Thì khi mà để cụ thể như thế nào thì bạn mình không có hướng dẫn ở đây được. Thì nó sẽ có cái hướng dẫn khi mà bạn Word nó có chức năng đó, bạn sẽ tìm tìm cái trên Google sẽ nào để làm thế nào để nói kết nối giữa Zotero với lại Word. Nó có nha, rất là dễ dàng làm được cách như vậy.
Rồi các bạn ơi, còn câu hỏi nào dành cho Kim nữa hay không trước khi mà Kim nghỉ ngơi ha? Bây giờ thì mình đã giữ, cảm ơn. Mình đã gửi hai cái video của mình trình bày về cái cách phân tích một cái bài nghiên cứu Q2 rất là chi tiết đó. Thì mấy bạn nhận gọi là nhận được qua email thì các bạn confirm với mình nha, mình đã gửi cho bạn rồi đó. Rồi vậy là bây giờ mình hết câu hỏi rồi đúng không? Còn bạn nào muốn có câu hỏi nữa hay không, mình cho 2 phút để bạn suy nghĩ nha, rồi mình sẽ để khi nghỉ ngơi ha. Và chúng ta sẽ kết thúc buổi ngày hôm nay và gặp lại các bạn vào 7 giờ tối ngày mai. Thì một cái chủ đề rất là thú vị, nó luôn luôn đúng với tất cả mọi người, nó là chủ đề sexual harassment. Rồi khi mà bạn bạn Lê xem hai video này thì bạn cũng nên luyện thói quen là bạn xem và bạn ghi chú lại thật là cẩn thận nha. Và mình đồng ý với Kim á, là mình cảm thấy là cái thói quen viết tay nó giúp cho trí nhớ của mình rất là tốt, và mình vẫn luôn luôn làm điều đó mỗi ngày đó Kim. Mình đồng ý với bạn. Rồi còn bạn nào có câu hỏi nữa không? Một phút nữa chúng ta sẽ kết thúc nha. Và gặp lại các bạn vào ngày mai 7 giờ tối, cũng chúng ta cũng sẽ dùng cái đường link tương tự để mà vào Zoom nha. À bạn An còn câu hỏi đấy đó. Khi mình viết paper thì những dữ liệu thực nghiệm mình sẽ quản lý thế nào? Và khi mình nộp paper thì có cần publish nó luôn không anh? Mình quản lý nó thế nào? Ý là quản lý dữ liệu thực nghiệm. Bạn quản lý ở đây mình cũng chưa hiểu rõ là quản lý thế nào. Thì ở đây cách để mình, sorry mình stop cái này lại, mình chia sẻ. Dữ liệu thực nghiệm. Dữ liệu thực nghiệm đó, khi bạn mà bạn publish nó thì bạn chỉ publish cái dữ liệu mà bạn đã phân tích rồi. Ở đây có phần gọi là cái phần gọi là data analytics, tức nghĩa là phân tích dữ liệu. Thì khi bạn, giả sử như bạn không biết là cái ngành của bạn là cái gì, bạn có thể nói rõ hơn cho mình xíu được không? Tại vì giả sử bây giờ nếu như mình ngành của mình đi, mình đo một cái phép đo, mình đo dữ liệu, mình lấy ra được cái đo cái phổ đi, thì mình lấy cái phổ thô đó và sau đó mình phân tích ra, giả sử mình muốn biết cái năng lượng của nó, hoặc là muốn cái từ cái năng lượng đó để mình sử dụng cái điều kế hay cái gì cho phù hợp đó, và sau đó mình vẽ cái phổ. Thì khi mình publish đó, thì mình chỉ publish cái dữ liệu, tức nghĩa từ cái dữ liệu thô mình vẽ thành cái phổ và mình xác định được cái năng lượng của nó là như thế nào thôi. Còn dữ liệu thô thì bạn giữ lại chứ không cần thiết phải mất tích dữ liệu thô đó, trừ khi cái trường hợp đó là một số cái tạp chí đó, họ yêu cầu là để cái tính xác thực hoặc là cái tính đáng tin cậy của cái dữ liệu mà sau khi phân tích của bạn, thì họ yêu cầu là vô cái phần telemetry á, tức nghĩa là phần dữ liệu bổ sung á, thì họ yêu cầu đó, thì lúc đó bạn mới cái public cái dữ liệu mà có thể là cũng không nói là thô, nhưng mà dữ liệu mà bổ sung của bạn, chứ không cần thiết khi mà còn nếu như mà đó là tạp chí bình thường mà bạn thấy rằng cái dữ liệu của bạn đã sau khi đã phân tích rồi, bạn có thể biện luận được kết quả, bạn có thể giải thích được, và cái kết quả của bạn là có thể đầy đủ, chỉ cần cái dữ liệu đó đã đầy đủ để cho người đọc rồi hiểu rồi thì không cần thiết phải public cái dữ liệu thô đó. Dạ, ý em là khi mình thực nghiệm á, thì đôi khi mình sẽ làm nhiều bộ dữ liệu
thì lúc này mình sẽ quản lý những ổ dữ liệu như thế nào để cho kết quả thực nghiệm mình, khi mình thực nghiệm nó sẽ biết là bộ nào của anh. Tại vì ví dụ bộ này mình đang làm thì nó tốt, ngày mai mình thử nghiệm một cái phương pháp khác trên bộ này thì nó lại ra kết quả kém, thì lúc này mình sẽ quản lý như thế nào về những cái tình huống đó anh? Quản lý cũng có chưa rồi. Bây giờ theo ý của mình nha, để mà khi mà mình làm một cái thực nghiệm, mình giả sử mình có một cái ý tưởng rồi, ý tưởng nghiên cứu, thì đối với ý tưởng nghiên cứu này mình cần kiểm chứng nó, thì mình sẽ làm cái thí nghiệm A, thí nghiệm B, thí nghiệm C. Và khi có cái thí nghiệm rồi thì mình phân tích nó, mình xem nó đủ tốt chưa, nó đã đủ tốt để giải thích cái câu hỏi nghiên cứu của mình chưa, và cái dữ liệu này nó đã đủ cái tính thống kê chưa, cái tính lặp lại chưa, độ lặp lại chưa. Nếu như nó đã thỏa mãn được cái đó, những cái vấn đề đó, thì mình có thể sử dụng ngay dữ liệu đó. Còn bạn sử dụng thêm một cái phương pháp thứ hai thì để bạn so sánh với cái phương pháp cái dữ liệu thứ nhất, thì mỗi phương pháp, mỗi cái thực nghiệm của bạn nó sẽ có ưu nhược điểm, thì bạn nên hiểu rõ rồi cái ở thí nghiệm B này tại sao kết quả như vậy. Tại vì đôi khi cùng một đối tượng, cùng một cái phép đo đó thì chỉ cơ khi là thí nghiệm A này nó phù hợp, nhưng mà thí nghiệm B của bạn nó không phù hợp. Ý bạn là như vậy bạn đúng không ạ? Dạ đúng rồi anh, nhưng mà khi mình gọi là mình xây dựng ra nhiều bộ dữ liệu để cho nó phù hợp cho bộ nhiều nhiều bộ phương pháp mình thực nghiệm á, ví dụ là mình trộn lẫn hai cái bộ dữ liệu lại để mình đánh giá cho nó tổng quát, thì lúc này mình sẽ nghĩa là mình quản lý như thế nào nếu mình có nhiều bộ dữ liệu kiểu đó mà nhiều phương pháp để mình thực nghiệm á, thì lúc này mình sẽ quản lý như thế nào để mình biết được là bộ dữ liệu này nó sẽ tương thích bộ phương pháp này, bộ dữ liệu này lại không tương thích bộ phương pháp kia. Ý em là như vậy á. Ồ, xin lỗi, và cái chuyên ngành của bạn là ngành gì vậy ạ? À, chuyên ngành của em hiện tại đang làm là giống về IT. khoa học máy tính. À rồi IT, à mình khi bạn nói thì mình nghĩ ngay là IT. À, nếu như về vấn đề này thì thật sự là mình không có cái câu trả lời mà chính xác nhất cho câu hỏi của bạn rồi. Tại vì ngành khoa học máy. Tại vì đó khi tháng 7 sẽ có diễn giả nha bạn, ngày 1 tháng 7 nha. Mời bạn quay lại. Và các bạn ơi, các bạn nhớ luyện một thói quen là thay vì các bạn lên Facebook lướt qua new feed của một ai đó, thì các bạn cũng dành 10 giây để lướt qua xem nhịp cầu tri thức sắp tới có buổi chia sẻ của diễn giả nào nha. Tại vì mỗi một tuần thì mình sẽ tổ chức hai buổi chia sẻ và mình mời hai diễn giả ở hai chuyên ngành khác nhau, cho nên là các bạn dành thời gian để mà quan tâm đến những cái hoạt động của nhịp cầu tri thức và chia sẻ thông tin đến tất cả các bạn bè hoặc là đồng nghiệp hoặc là sinh viên, để mà có nhiều người có lợi hơn về kiến thức mà học được từ chương trình nha. Rồi mình không biết còn nào nữa hay không nha, chắc là bây giờ là một phút cuối cùng nha, không thêm nữa nha, một phút cuối cùng nha, để bạn nào có câu hỏi thì hỏi nha. Một phút nữa rồi Kim sẽ nghỉ ngơi. Và gặp lại các bạn vào ngày mai ha. À, chị Hương là PhD về ngành luật và chị ấy làm về các vấn đề xã hội rất là nhiều, cho nên là các bạn trong lĩnh vực xã hội thì khoa học xã hội thì có thể tham gia buổi ngày mai nha. Chắc là hết câu hỏi rồi. Rồi bây giờ cảm ơn Kim rất là nhiều nha. Cảm ơn về thời gian của bạn và sự tử tế của bạn. Chứ cũng không biết phải nói gì hơn nữa. Cảm ơn bạn nha. Và hy vọng bạn luôn luôn đồng hành và giúp đỡ nhịp cầu tri thức, cũng như là giúp đỡ các bạn có đam mê học hành và làm nghiên cứu nhưng mà còn gặp khó khăn ở những bước đầu cần định hướng. Cảm ơn Kim và mong bạn luôn đồng hành. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn Lộc rất là nhiều. Thật ra mình
Trước đây mình cũng có theo dõi, mình có theo dõi cái nhu cầu tri thức, nhưng mà mình cũng không biết được đó là cái công sức của ban tổ chức, đặc biệt là chị Đức với Lộc bỏ ra như thế nào. Đôi khi á có những cái trao đổi thì mình cũng bất ngờ là nếu như mình biết đó thì ở ở Mỹ thì cái thời gian đó là khoảng 12 giờ khuya, 1 giờ khuya, nhưng vẫn thấy email, vẫn thấy tin nhắn rồi của Lộc về cái trao đổi, về cái vấn đề là buổi nói chuyện đó, thì mình mới và thấy cái khả năng của bạn, cái khả năng mà bạn đóng góp cho cái chương trình này rất rất là lớn. Thì mình xin được phép là thay mặt những cái bạn diễn giả xin cảm ơn Lộc, ngoài mình chắc có lẽ là tụi mình nhận nhận lời cảm ơn từ chương trình rất nhiều, mà xin được phép là cảm ơn Lộc với là chị Đức rất là nhiều về cái chương trình rất là ý nghĩa và rất là thực tế như thế này. Rất cảm ơn chị Đức và các rất cảm ơn Lộc rất rất Thật là nhiều. những ai mà là chọn lựa một cái công việc nào, dù đó là công việc có tiền hay là công việc không tiền, nhưng mà bạn chọn nó bằng cái trái tim thật sự của bạn, bạn chọn nó bằng lý tưởng sống của bạn, thì mình tin rằng bạn sẽ làm hết tất cả mọi thứ vì nó, dù là bạn có nhận lại tiền hay không nhận lại tiền. Còn trên một cái hành trình mình đồng hành cùng với nhịp cầu tri thức từ ngày đầu tiên mà chưa được ra mắt công chúng á, đến bây giờ thì gần gần 2 năm, thì sự thật là không có một đồng lương nào, tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà mình nghĩ rằng trên cái hành trình này mình gặp được những bạn, ví dụ như bạn Kim, thì mình cảm thấy là hành trình này như vậy là cũng cũng đã đủ ý nghĩa với mình rồi. Và mình thì có một cái tiêu chí rất là đơn giản, chỉ cần một người tử tế muốn chia sẻ và một người thật lòng muốn học, và mình sẽ là người kết nối hai người đó lại với nhau, thì mình cảm thấy chương trình như vậy đã đủ ý nghĩa rồi đó. Và mình hy vọng rằng là sống tử tế với nhau để sau này nộp bài gặp reviewers cũng rất là dễ tính, bài mau pass chứ còn hơn gặp reviewers khó tính, gọi là khó ăn khó ở, sửa hoài sửa mãi 10 lần sau 2-3 năm chưa publish. Và mình nói thật nha, là mình đã được may mắn đó rồi nha, là một lần nộp sửa nhẹ và sắp được đăng. Khi nào bài publish sẽ chia sẻ tin vui với mọi người, vì đây là một cái nhân duyên rất là tốt lành từ chương trình. Một bài được thực hiện bởi sự kết nối, là bởi sự hợp tác của Lộc, là tạm thời mình hiểu là bên bên ban tổ chức đi ha, và một bạn thí sinh đã tham gia cuộc thi Beijing Research năm vừa rồi, và một bạn khán giả bất kỳ như bao nhiêu bạn đang đang đồng hành cùng với nhịp cầu tri thức, không phải là học trò của Lộc, cũng không hề biết Lộc trước đây, không hề có một sự kết nối nào với Lộc hết. Bạn chỉ gửi email về cho chương trình để mà nhờ giúp đỡ, vì trong cái quá trình bạn làm luận văn thạc sĩ tại Đức, bạn hoàn toàn không được giúp đỡ và hướng dẫn bởi giáo viên hướng dẫn, giống như hoàn toàn bỏ rơi, muốn làm gì thì làm. Thì mình hiểu được điều đó, vì mình cũng đã trong những cái năm tháng bị bỏ rơi như vậy, mình hoàn toàn hiểu được cái cảm xúc của bạn đó. Cho nên là mình giúp đỡ bạn và cảm thấy bạn là người xứng đáng để trao cơ hội. Cho nên là cuối cùng là giống như là vũ trụ cũng hợp sức giúp đỡ, gặp được những bạn tử tế, và mình cũng nghĩ rằng mình cũng gặp được 3 người reviewer tử tế, họ không có quá khó tính và mọi thứ pass qua dễ dàng. Đương nhiên là bản thân mình cũng cũng cố gắng hết sức, nhưng mà mình nghĩ mọi sự hết sức có thể là nó chỉ đạt đến 95% sự hoàn hảo, và 5% còn lại nó ngoài cái tầm kiến thức và hiểu biết của mình. Nhưng mà mình may là mình gặp được reviewers, họ chắc là họ pass cho qua 5% chưa được hoàn hảo đó, và họ nhận nhận bài luôn. Chứ nếu gặp người khó tính thì chẳng biết còn bao nhiêu năm tháng nữa mới được đăng. Rồi mình hy vọng là các bạn cũng sẽ gặp được những người tử tế đồng hành cùng với bạn trên hành trình mà bạn học tập và làm nghiên cứu ha. Miễn là bạn không bỏ cuộc, miễn là bạn làm nó vì một cái mục đích rất là thiện lành, mục đích rất là thiện lành là bạn cải thiện kiến thức cho bản thân mình, và khi bạn có kiến thức rồi thì bạn giúp đỡ những người khác, thì mình tin rằng là bạn sẽ đạt được những cái điều bạn mong muốn. Vì khi bạn đạt được rồi thì chắc chắn bạn sẽ đi giúp người khác, cho nên là giống như là vũ trụ sẽ hợp duyên cho bạn. Cảm Xin ơn được Khiêm karma. Khiêm dành cho chương trình. Bài của Khiêm sắp tới sẽ được đăng rất là nhanh và không phải sửa nhiều. Đó là mình nghĩ đó là điều hay của những người làm nghiên cứu, nộp sửa một lần và được đăng thôi, không phải sửa nhiều nữa. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn mọi người tham dự buổi chuyện hôm nay. Chào đến gia đình bạn, chào bạn.
Và chào các bạn khán giả. Hẹn gặp bạn vào ngày mai nha. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai 7 giờ tối vẫn là link Zoom tương tự nha. Chào các bạn. Cảm ơn thời gian. Mọi người.